Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 116. Vậy trận do thần quốc phòng đấu giá thiên thần nơi triệu khai buổi đấu giá. Tống Nhu làm sao sẽ không nhớ, cái này loại trọng lượng cấp tin tức, cũng chỉ có thân ở thế lực cao cấp bên trong, mới có thể biết à. Liền cha nàng thân là tông môn nhất lưu Bạch Nguyên Tông tông chủ, cũng không có tư cách tiếp xúc. Không sai. Chàng này buổi đấu giá trên căn bản tất cả lớn thế lực cao cấp dòng tránh cửa cũng sẽ không bỏ qua, ta tự nhiên cũng phải tham gia. Nói tới chỗ này, Từ Thắng trong mắt bên trong, lại là một hồi hàn mang lóe lên. Vốn là, hắn là phải lấy bước lên huyền bảng trên bảng thiên tài thân phận, trước đi tham gia, hiện tại nhưng chỉ có thể đại biểu Từ gia đi trước, mà ở tin tức linh thông nhà giàu có trong vòng, mình sợ rằng đều đã trở thành những người khác chê cười đi. Hắn trong mắt thoáng qua một món lạnh lẽo lửa giận. Bất quá, hắn rất nhanh lại khôi phục nụ cười, tiếp tục nói, nếu như ta đoán không lầm, cái này Diệp Thần khẳng định cũng phải cần đi tham gia, không có ai sẽ nguyện ý bỏ qua như vậy hội họp lớn, không phải sao? Tống Nhu gật đầu một cái, nếu như đổi thành liền mình, có cơ hội tham gia loại cấp bậc này buổi đấu giá là nói gì cũng phải đi biết một chút về. Mà ở buổi đấu giá cử hành trước một đêm, chúng ta những thứ này cao cấp ẩn núp thế lực dòng tránh cửa, đem sẽ cử hành một tràng tư nhân tiệc rượu. Từ Thắng sắc mặt, lập tức âm trầm xuống, đồng thời, thanh âm băng hàn liền ba phần nói. Ta hy vọng, cái này Diệp công tử có thể tới tham gia quán rượu của chúng ta sẽ, dẫu sao hắn nhưng mà thay thế ta leo lên bước lên huyền bảng tuyệt thế yêu nghiệt à. Hắn có cái này tư cách, không phải sao? Ha ha, ta Từ Thắng. Nhưng mà dự định thật tốt lãnh hội vị này Diệp Thần phong thái à. Tống Nhu nghe vậy, không khỏi làm cho này cái Diệp Thần mặc niệm, Từ Thắng là sẽ đối Diệp Thần ra tay. Bị bọn họ như vậy nhà giàu có vòng để mắt tới, cho dù Diệp Thần, giống vậy đến từ thế lực cao cấp thần hỏa học viện, nhưng kết quả vậy sẽ đặc biệt thê thảm đi. Dẫu sao, thần hỏa học viện ở đó chút chân chính nhà giàu có trong mắt, căn bản không coi vào đâu. Từ Thắng nhìn Tống Nhu. Lại cười lên nói, mà mời Diệp công tử chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm gì, không cần ta chỉ ngươi chứ. Ha ha, giống như ngươi vậy đẹp lại xuất thân không tầm thường cô gái, bình thường căn bản không sẽ đối với người đầu đi ánh mắt chứ. Hắn khẳng định không đỡ được hấp dẫn của ngươi, nhất định phải đem hắn mang đến quán rượu của chúng ta sẽ. Tống Nhu nghe vậy, ánh mắt lập tức ảm đạm xuống, mặt lộ một chút tự giễu nụ cười. Nàng dĩ nhiên biết phải làm sao, hơn nữa, Từ Thắng vậy không phải lần thứ nhất vì nhằm vào người nào đó dùng mình làm viện cớ. Mặc dù, Tống Nhu đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng làm Từ Thắng thật đem như vậy yêu cầu nói ra miệng, thật không để cho nàng tiếc bán đứng mình thân thể đi câu dẫn người đàn ông khác, chỉ là chèn ép, chà đạp người khác thời điểm, trong lòng vẫn không khỏi run lên. Diệp Thần, sẽ chết rất thảm. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Đế Cung. Một đạo trên mình mang chút ít máu tươi bóng người lảo đảo nghiêng ngã đi tới Vạn Kiếm Đế Cung cửa. Thân ảnh này cực kỳ xinh đẹp, chính là Hạ Nhược Tuyết. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết còn lòng vẫn còn sợ hãi, băng kiếm thánh vương thuật pháp đều không cách nào đối kháng những người đó. Nếu như không có luân hồi tinh thạch, có lẽ mình thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khí tức của những người đó quá mức đáng sợ, đều là thái hư cũng hoặc là vượt qua thái hư tồn tại. Mấu chốt, loại cường đại này người thần quốc tại sao phải đi huyết linh tộc? Trong óc nàng lần nữa nghĩ tới ở thần ma cốc nhìn thấy hình ảnh. Chuyện này phải lập tức nói cho Diệp Thần. Vạn Kiếm Đế Cung cửa mở ra, băng kiếm thánh vương thẳng tiếp ra nghênh tiếp. Thật ra thì từ thuật pháp của hắn thất bại, hắn liền phát giác Hạ Nhược Tuyết xảy ra chuyện. Hắn tự nhiên không thể để cho Hạ Nhược Tuyết gặp nạn, liền thời gian đầu tiên muốn đi huyết linh tộc. Cũng may, Hạ Nhược Tuyết trở về. Băng kiếm thánh vương linh lực hội tụ, móc ra một viên băng xanh đan dược, đưa cho Hạ Nhược Tuyết, ăn vào, sau đó cùng ta tới. Cảm ơn băng kiếm tiền bối, ngươi không phải đang đột phá sao? Băng kiếm thánh vương hai tay chắp sau lưng, đã kết thúc, ta đã bước vào thái hư cảnh, hơn nữa dùng một ít thủ đoạn miễn cưỡng bước vào thái hư ba tầng thiên. Hạ Nhược Tuyết hơi ngẩn ra, lúc này mới bao lâu? Đột phá nhanh như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới băng kiếm thánh vương bị kẹt ở vô tận 5 tháng quá lâu, nội tình xa không phải người thường có thể đối kháng. Rất nhanh,
hai người đi tới đại điện bên trong. Hạ Nhược Tuyết thương thế đã khôi phục rất nhiều, nàng thần sắc ngưng trọng, trán bây giờ tràn đầy lo âu. Băng Kiếm Thánh Vương hiển nhiên phát hiện cái gì, mở miệng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện ngươi chẳng lẽ bị phát hiện? Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, băng kiếm tiền bối, huyết linh tộc và thần quốc liên lạc cũng không đơn giản, lúc ấy ta thời gian đầu tiên bị thần quốc phát hiện. Hơn nữa ta còn phát hiện thần ma cốc chỗ sâu, lại không chỉ một vị thần quốc cường người, chí ít 30 người. Băng Kiếm Thánh Vương khẽ cau mày, thần ma cốc là nhốt Côn Lôn Hư đại năng tồn tại. Côn Lôn Hư và thần quốc bây giờ chênh lệch quá lớn, thần quốc vì sao biết nhúc nhích dùng nhiều cường giả như vậy tới bảo vệ? Chẳng lẽ là sợ Diệp Thần mạnh xông? Nếu thật sự là như thế, bọn họ quá coi trọng Diệp Thần. Băng Kiếm Thánh Vương nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ngươi có thể thấy được có hơn 10 vị cường giả bị kẹt. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Mặc dù trước đây, hắn và Diệp Thần lấy được tin tức là luân hồi mộ địa đến từ Côn Lôn Hư đại năng bị khốn đốn thần ma cốc. Nhưng gần đây thần quốc và huyết linh tộc quan hệ mật thiết, có phải hay không vẫn còn ở thần ma cốc vẫn là ẩn số. Cho nên, Hạ Nhược Tuyết chuyến này xác định chân tướng mới là mấu chốt. Hạ Nhược Tuyết nghe đến lời này, con người thoáng qua một chút sợ hãi, do dự hồi lâu, mở miệng nói, ta ở thần ma cốc chỗ sâu thấy được vô số xiềng xích. Quỷ dị chính là, khóa xác thực nhốt cái gì, có thể tựa hồ không phải là người. Cái gì, băng kiếm thánh vương ngẩn ra, đó là vật gì? Hạ Nhược Tuyết tiếp tục nói, mơ hồ bây giờ, tựa hồ là tượng đá. Mấy chục đạo tượng đá. Tượng đá trông rất sống động, thần thái không đồng nhất. Hơn nữa tượng đá sắp hàng có chút giống trận pháp thông qua xiềng xích duy trì, mỗi một cây xiềng xích đều có cường đại phù văn kề cận. Trọng yếu hơn chính là, những thứ này xiềng xích cũng nối liền một cái to lớn tượng thần. Băng Kiếm Thánh Vương mơ hồ đoán được cái gì? Tiếp tục nói, vậy tượng thần là cái gì? Hạ Nhược Tuyết do dự mấy giây, nói tượng thần tựa hồ điêu khắc không rõ, hiện lên cường đại ma khí, giống như thần ma, một cái ánh mắt liền có trấn nhiếp ý, so người sống còn đáng sợ hơn. Cổ quái nhất là tượng thần mi tim, lại có khắc một cái thần chữ quốc ngữ, ta ở Linh Tiên Đế Cung gặp qua mấy bản cổ tịch, chữ kia, tựa hồ là lá. Không biết có phải là ảo giác hay không? Ta cảm giác vậy tượng thần là Diệp Thần. Thần ma cốc những cái kia cấm kỵ trận pháp, tựa hồ đang khống chế cái gì? Băng Kiếm Thánh Vương trầm mặc, hắn mơ hồ chộp được cái gì, nhưng không dám khẳng định. Dẫu sao hắn bị kẹt vạn năm, tiếp xúc đồ quá ít. Duy nhất có thể xác định người thần quốc đang làm gì, có lẽ chỉ có thể là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Nhưng mà, hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Vương kết quả ở nơi nào? Ma tộc gần đây tựa hồ yên lặng, lại mơ hồ là trước bão táp bình tĩnh. Hắn trước đây không lâu đi qua ma tộc cửa vĩnh cửu đóng lại. Người bất kỳ cũng không ra được. Cho dù là Trảm Ách Cảnh Quân ma trần. Hơn nữa ma tộc bầu trời, ma khí vòng xoáy phun trào. Tựa như mở ra cửu u cửa. Ma tộc rốt cuộc phát sinh cái gì? Nhược Tuyết, người trước đem người chỗ đã thấy vẽ ra, ta sẽ tìm người nghiên cứu. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Ta mơ hồ có dự cảm xấu. Đối với Diệp Thần rất bất lợi. Hạ Nhược Tuyết nghe phía sau một câu, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch được. Cùng lúc đó, ma tộc, ma tôn đế cung, quân ma trần đứng tại đại điện ra, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt tái xanh. Hắn quanh thân đứng hai vị thực lực ngập trời cường giả. Lại cũng là Trảm Ách Cảnh. Chết ma ảnh. Hoặc giả là tiếc nuối, nhưng là đối với quân ma trần mà nói không coi vào đâu. Chỉ là một con chó mà thôi. Hắn chân chính ỷ lại tồn tại, tự nhiên ẩn núp trong bóng tối. Quân ma trần nhìn bên cạnh hai người, lắc đầu nói, ma tộc cửa, vẫn là không cách nào mở ra. Những cái kia ma tộc thần quốc cường giả, tựa hồ có chút không nhịn được. Một người trong đó thần sắc lạnh như băng, lắc đầu nói, ma tôn. Ma tộc cửa coi như chúng ta vận dụng chém ách lực lượng, dù là kết hợp trận pháp, vẫn là không cách nào phá vỡ. Tựa hồ bị người cưỡng chế phong bế. Hơn nữa, lực lượng kia đến từ cái này vạn ma chi địa. Bầu trời ma khí vòng xoáy, tựa như ý nghĩa một tháng sau muốn phát sinh kinh thiên chuyện. Quân ma trần ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn vậy ma khí vòng xoáy.
có bất trắc, nhưng là càng nhiều hơn chính là kinh hoàng. Hồi lâu, hắn lên tiếng, nếu như ta không đoán sai, vậy ma khí vòng xoáy, là vậy rơi xuống ma đế. Hắn muốn hồi phục, nếu như cùng hắn hoàn toàn hấp thu vạn ma đất lực lượng, sợ là chúng ta đều phải chết. Sau lưng hai người ngay tức thì biến sắc, vậy phải làm thế nào? Ma tôn năm đó nhưng mà đối với ma đế ra tay. Đỉnh cấp trở về ma đế, chúng ta như thế nào đối kháng? Quân ma Trần quả đấm đột nhiên nắm chặt, ý định giết người phóng thích. Ma đế dĩ nhiên không thể sống lại, cái thế giới này có ta không hắn. Xem ra, không thể lui được nữa. Phân phó người phía dưới, chuẩn bị thiên ma tù lung trận, lồng giam trận. Lời này vừa nói ra, quân ma Trần sau lưng hai người hoàn toàn biến sắc. Thiên ma tù lung trận cũng phải cần bỏ ra cực kỳ lớn giá cao trận pháp. Một khi dẫn động, không chỉ ma tộc muốn bị thương nặng. Bọn họ tự thân vậy sẽ trả ra giá cực lớn. Quân ma Trần nhìn bầu trời vô tận vòng xoáy, thở dài một tiếng, ma đế sống lại dính dấp quá nhiều người lợi ích. Ở ma tộc cửa lớn đóng trước, ta đã thả tin tức cho thần quốc. Bọn họ không ra tay, cũng là cầm mình tống táng. Đúng rồi, ngày đó xảy ra chuyện sau đó, có không thấy Diệp Thần. Cũng hoặc là nói, có không có trước thời hạn đi ra ngoài. Quân ma Trần sau lưng một người bước ra một bước, và quân ma Trần đứng sóng vai, quả thật có mấy người. Truy tìm hơi thở, hẳn là Diệp Thần và bạn hắn. Cái này mấy người bạn hơi thở rất cổ quái, hơn nữa huyết mạch tựa hồ cực mạnh. Đáng tiếc rời đi, nếu không nếu như bắt hồi, hẳn có thể uy hiếp tiểu xúc sinh kia. Quân ma Trần con ngươi có giúp một cái, nhưng rất nhanh phóng thích, không ngại. Vậy Diệp Thần không coi vào đâu uy hiếp. Bạn hắn càng không coi vào đâu uy hiếp. Ma tộc bên ngoài, 20 bên trong chi địa, một tòa núi to đỉnh núi. Đỉnh núi mây mù lượn quanh, mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Còn có một vị ông già đứng ở đỉnh núi, ngưng mắt nhìn vậy thương khung không ngừng hội tụ ma khí vòng xoáy. Phiền muộn thêm bình tĩnh. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này mấy người chính là trước đây tiến vào ma tộc, cũng không và hắn chạm mặt Kỷ Lâm, Viêm Khôn cùng với Diệp Lạc Nhi. Còn như ông già, dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Không biết qua bao lâu, ba người chậm rãi mở mắt ra, đều có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Lại tất cả mọi người đều đột phá. Hơn nữa còn không phải một cái cảnh giới nhỏ. Viêm Khôn mở mắt ra, đối với Vĩnh Hằng Thánh Vương chắp tay nói, Vĩnh Lão, Viêm Khôn ở chỗ này cảm ơn. Vĩnh Hằng Thánh Vương xoay người, nhìn lướt qua Viêm Khôn hơi thở, gật đầu một cái, Càn Khôn nhất tộc không thua thiệt được gọi là thượng cổ thần tộc, ngươi tiến bộ quả thật kinh người, bây giờ ngươi, khôi phục không tệ. Có lẽ có thể chống lại Thái Hư tầng 3, 4 thiên cường giả, không tệ. Có lẽ, ngươi biết là Diệp Thần sau này trợ lực một trong. Viêm Khôn ánh mắt sát ý ngưng tụ, chỉ tiếc lần này không đụng thấy đại ca, từ Càn Khôn sát vực sau khi đi ra, đại ca liền một chút tin tức cũng không có. Vốn là lấy làm cho này lần Kỷ Lâm thông báo ta là có thể để cho đại ca thấy được ta thực lực, bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là suy nghĩ nhiều. Bất quá lần kế gặp mặt, ta nhất định phải đứng ở anh cả trước người, vì đại ca đập bể hết thảy trở ngại. Viêm Khôn trên mình giấy lên hừng hực chiến ý. Càn Khôn tộc ở trên cao cổ chính là chiến mà sống. Hắn giống như vậy. Mấu chốt hắn là Càn Khôn tộc người cuối cùng, không thể là huyết mạch trong cơ thể bị xấu hổ. Ngay tại lúc này Diệp Lạc Nhi và Kỷ Lâm vậy mở mắt ra. Diệp Lạc Nhi trên mình mơ hồ che lấp cường đại long khí, hơn nữa đoạn thời gian này nàng thức tỉnh trí nhớ càng nhiều. Cảm ơn Vĩnh Hằng tiền bối. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn lướt qua Diệp Lạc Nhi, thật là hài lòng, không sai, mạch máu ngươi coi như là linh võ đại lục gần gũi nhất cửu thiên thần long điện. Không nghĩ tới Thánh Long gia tộc còn có thể sinh ra như thế cường đại huyết mạch, có chút ý tứ. Nói xong, Vĩnh Hằng Thánh Vương ánh mắt rơi vào Kỷ Lâm trên mình, Kỷ Lâm có chút kích động. Nàng hất cằm, tựa hồ chờ đợi khen ngợi. Nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Vương nhưng là lắc đầu một cái, trực tiếp quay lưng lại, ngắm phong cảnh. Kỷ Lâm hoàn toàn bối rối, sau đó nàng cả người nổ. Mình giàu gì là tiên thiên độc thể, như thế cường đại huyết mạch, chẳng lẽ không đáng để ra sao? Mấu chốt lão đầu này còn than thở làm gì? Kỷ Lâm trực tiếp khí thế hung hăng đi lên,
Lão Vĩnh, người đây là đối đãi khác biệt, bọn họ đến từ Linh Võ Đại Lục, người liền lời bình, tại sao không lời bình ta? Ta nhưng mà tiên thiên độc thể. Vĩnh Hằng Thánh Vương miệng vừa kéo, Lão Vĩnh, đây không phải là mình bằng hữu xưng hô phương thức. Cái này bé gái thật đúng là một chút thua thiệt không thể chiếm. Vĩnh Hằng Thánh Vương quay đầu, sờ một cái râu giải thích, không phải ta không lời bình, mà là ngươi tiên thiên độc thể, ta hiểu thiếu. Dù là ở thần quốc vậy hiếm thấy. Đối với không biết, ta như thế nào lời bình. Kỷ Lâm lúc này mới dễ chịu một ít, sau đó xê dịch mấy bước, đi tới Vĩnh Hằng Thánh Vương bên người, kéo kéo Vĩnh Hằng Thánh Vương vạt áo, dùng một loại giọng nũng nịu nói, vậy ngươi vậy khen ta mấy câu. Nếu không ta đưa ngươi giọt máu tươi. Vĩnh Hằng Thánh Vương theo bản năng lui về sau một bước, giữ cảnh giác nói, người ý tốt, ta tâm lĩnh. Máu tươi chân quý, người còn nhỏ, không nên tùy tiện vận dụng. Mặc dù ta không được rõ tiên thiên độc thể, nhưng nếu là Diệp Thần sẽ đối vác thần quốc thiên đạo cung, phải có ngươi. Người giả trang bị quá nhiều tính mê hoặc, cũng có thể là chân tránh đại sát khí. Kỷ Lâm lúc này mới mừng rỡ liền mấy phần, Lão Vĩnh, khoan hãy nói. Ta đều có điểm thích ngươi. Sau này ta tuyệt đối không rút ra ngươi dâu. Vĩnh Hằng Thánh Vương khóe miệng không nhịn được quất rút ra, một đạo chiếu sáng bắn vào mặt hắn lên, dâu dưới cảm có chút lỗ hổng. Hiển nhiên bị Kỷ Lâm làm cái gì? Đúng rồi, chúng ta khi nào đi tìm Diệp Thần? Kỷ Lâm không kịp chờ đợi nói. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn một cái vậy ma tộc bầu trời vòng xoáy, trầm tư chốc lát, mới nói, bây giờ còn chưa được. Các ngươi ba người lực lượng, ta còn muốn mượn dùng. Ma đế sống lại, không đơn giản như vậy. Ta và Diệp Thần đều không thể nhúng tay. Các ngươi ba người, ở bàn cờ này bên trong cực kỳ mấu chốt. Diệp Thần rời đi Cát Thanh phòng làm việc sau đó, lúc này, quay trở về mình nhà trọ, cửa chính đóng một cái, đóng giam lại. Hắn bế quan, dĩ nhiên là vì luyện chế vậy 100.000 chuôi hồn đồ sắt phôi. Phải biết. Lần này tham gia thiên thần buổi đấu giá, nhưng mà tụ tập Linh Võ Đại Lục bên trên, thân phận nhất hiển hách, thực lực cường đại nhất một nhóm người à. Đổi lại là Hoa Hạ tiêu chuẩn mà nói, chính là phóp hạng hàng đầu nhà giàu tụ tập. Những người này, tự nhiên không phải là thiếu tiền chủ. Muốn ở nơi này trận buổi đấu giá bên trên, lực áp bọn họ, đạt được ngọn lửa cực mạnh. Diệp Thần làm sao có thể không làm đủ chuẩn bị chu đáo đâu. Còn như giống ma tộc như nhau cướp đồ, Diệp Thần tự nhiên không thể nào làm như vậy. Lần này, nếu như vận dụng cái này loại thủ đoạn phi pháp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Diệp Thần dự định cũng không chỉ là lực áp. Hắn dự định là càn quét. Càn quét toàn bộ buổi đấu giá. Cái gì gọi là càn quét? Chính là, bao lãm hết thảy hắn xem được mắt bảo vật. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đều phải bắt đầu cười. Bao lãm hết thảy bảo vật, như vậy buổi đấu giá kết thúc sau đó, hắn thực lực khẳng định sẽ có tăng lên không nhỏ chứ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, vạn nhất long tâm quả cũng ở đây đấu giá vật trong đó, như vậy. Liền sở doanh tổn thương, cũng có thể trị hết liền à. Không cần thật ngoan cố thương cổ y thần hỗ trợ. Vậy thì thật là, tất cả lớn vui mừng. Hắn cũng biết, thật làm như vậy có bao nhiêu tuyển người hận. Nếu như mình thật bao lãm hết thảy, những cái kia các nhân vật nổi tiếng muốn giết người tim, đều có đi. Bất quá, Diệp Thần không sợ nhất chính là tuyển người hận hắn, còn thiếu sao. Hắn hiện tại sống còn không phải là thật tốt. Hắn liền thần quốc thiên đạo cung đều không sợ, những cái kia Linh Võ Đại Lục võ đạo nhà giàu có lại coi là cái gì. Hơn nữa, nếu là thật có người bởi vì hắn ở trên buổi đấu giá lực áp hết thảy. Liền đối với hắn nổi lên ác ý, có không nên có tâm tư nói. Diệp Thần không ngại ở buổi đấu giá kết thúc sau này, lại đạt được những cái kia nhân vật nổi tiếng con em toàn bộ tài sản. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không chần chờ nữa, giơ tay lên một cái, nhà trọ bên trong, liền cắm đầy rậm rạp chằng chịt hồn đồ sắt phôi, bắt đầu liều mạng luyện chế. 100.000 chuôi, cũng không phải là một cái con số nhỏ à, cho dù Diệp Thần đến gần phong môn. Hiện đang luyện chế hồn khí độ thuần thục đã lên tới, tốc độ so ban đầu, nhanh hơn không thiếu, nhưng cái này số lượng thực sự quá lớn. Phỏng đoán, được không ngủ không nghỉ, đêm lấy kế ngày luyện chế, mới có thể ở buổi đấu giá trước,
đem những thứ này hồn khí, toàn bộ luyện chế xong thành. Rất khổ cực, nhưng là đáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo thời gian rời đổi, từng chuôi xù xì vô cùng hồn đồ sắt phôi, minh hôn lên phù văn huyền ảo, tản mát ra cường đại hồn lực chập chờn, hình mạo cũng thay đổi được ác liệt, dễ coi vậy không thiếu. Một tuần lễ sau, thần hỏa học viện ra trên một núi hoang nào đó, một người đàn ông trung niên, đang ngồi xếp bằng trên một khối núi đá, đôi mắt khép hờ, tựa hồ là đang ngưng thần tĩnh tọa. Tên này người đàn ông trung niên, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng sủa, cả người đạm nhã bạch bào, mặc dù người đã không trẻ tuổi, nhưng vẫn lộ vẻ được phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn phi phàm. Hơn nữa, hắn dung mạo, cùng Sở Doanh có ba phần tương tự. Trừ cái này ra, hắn cả thân hơi thở, vô cùng được mạnh mẽ, thậm chí, còn muốn vượt qua Cát Thanh rất nhiều. Nhưng lại hoàn mỹ được cùng chung quanh hoàn cảnh, dung hợp một thể, để cho người một chút cũng bất giác được đột ngột. Người này, bất ngờ chính là Cửu U Quốc danh môn Sở gia gia chủ Sở Hoành. Đồng thời, cũng là Sở Doanh phụ thân. Bỗng nhiên, Sở Hoành hơi mở hai mắt ra, hướng chân trời một cái hướng khác nhìn. Ở nơi đó, rất nhanh lóe lên một đạo kim quang, cái kế tiếp ngay tức thì, cũng đã rơi vào đỉnh núi bên trên. Kim quang thu liếm, đi tới một tên chàng thanh niên. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần thấy Sở Hoành, hơi kinh ngạc. Hắn liên lạc nhưng mà vọng thần lâu Sở trưởng quỹ, đây chính là thần quốc thập đại thành lớn một trong quyền thế thương nhân. Làm sao tới là Cửu U Quốc vọng nguyệt lâu sau lưng Sở Hoành? Mặc dù cũng họ Sở, nhưng một cái thần quốc, một cái Cửu U Quốc, làm sao có thể có liên lạc? Sở Hoành nhìn thấu Diệp Thần kinh ngạc, cười nói, thằng nhóc, ta biết ngươi biết không để ý tới rõ ràng. Có ít thứ, ta không cách nào giải thích. Ở thời đại thượng cổ, thần quốc vọng thần lâu cùng với linh võ đại lục vọng nguyệt lâu chính là từ một người nắm trong tay. Mặc dù thần quốc và Cửu U Quốc không cho, nhưng chúng ta là thương nhân chỉ truy đuổi lợi ích, còn như thế lực cừu hận, cùng thương nhân không liên quan. Hơn nữa trước đây, vọng thần lâu Sở trưởng quỹ tới Cửu U Quốc thu một phần chia đồ, vậy hàn huyên tới mấy kiện chuyện lý thú, ta hỏi hắn muốn bức họa, mới biết là ngươi. Lần giao dịch này, liền do ta tới thay thế tiến hành. Diệp Thần mặc dù còn có rất nhiều không để ý tới rõ ràng, nhưng là thương nhân thế giới, kim tiền và tài nguyên trên hết, vậy có thể giải thích. Diệp Thần chắp tay một cái, gặp qua bá phụ. Trong lời nói, mơ hồ còn có một cổ áy náy ý. Mà hắn kêu Sở Hoành bá phụ, không có để cho hắn Sở trưởng quỹ, chính là không có đem Sở Hoành coi là người ngoài ý kiến. Hơn nữa Sở Doanh là bởi vì mình mới trọng thương, đưa đến không thể không lấy quan tài băng kéo dài tánh mạng. Hơn nữa, còn không biết lúc nào, mới có thể khôi phục. Sở Hoành khoát tay nói, người ta bây giờ lời khách sáo không cần nói nhiều. Vọng thần lâu sự việc, ta cũng không khả năng nghiêng về ngươi. Hết thảy các thứ này, đều phải dựa theo quy củ tới. Diệp Thần muốn nói lại thôi, bá phụ. Sở Doanh ta nhất định sẽ làm cho nàng khôi phục. Mà Sở Hoành vậy đứng lên, đánh chụp Diệp Thần bả vai, khẽ mỉm cười nói, tốt lắm, người tuổi trẻ, không cần như vậy, ta biết, ta vậy con gái ngu là thật thích ngươi, nàng làm hết thảy vậy đều là mình lựa chọn, là nàng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, ngươi cũng đã làm rất khá không phải sao? Nếu như đổi người khác, sợ rằng căn bản không gánh nổi Doanh Nhi tánh mạng chứ. Là ta cái này làm phụ thân. Hẳn cảm ơn ngươi mới là. Diệp Thần biểu hiện, đã để cho hắn cái này Sở gia gia chủ công nhận. Bất quá, nói tới chỗ này, Sở Hoành gương mặt bên trên, vậy toát ra một chút sầu bi vẻ, vậy long tâm quả thật là khó mà tìm, Doanh Nhi vậy nha đầu xảy ra chuyện sau này, ta cũng từng phát động toàn bộ Sở gia lực lượng, bắt đầu không tiếc giá phải trả tìm kiếm. Thậm chí cũng tìm được ma tộc và thần quốc bên kia quan hệ. Nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nghe được Sở Hoành lời ấy, Diệp Thần tim cũng không khỏi chìm xuống. Vốn là, Diệp Thần còn ảo tưởng qua, có thể lần này thiên thần trên buổi đấu giá đạt được long tâm quả, nhưng là, bây giờ nhìn lại nếu lấy Sở ra lực lượng tìm được thần quốc bên kia cũng không có, thuyết minh cái này long tâm quả, cho dù ở trong thần quốc chắc coi là không thường gặp vật. Như vậy, ở trên trời thần trên buổi đấu giá, hắn đạt được long tâm quả cơ hội,
chính là hết sức mong manh. Dẫu sao, thiên thần buổi đấu giá, mặc dù là thần quốc buổi đấu giá, nhưng cũng không phải thần quốc cao cấp à. Hơn nữa, vẫn là trong thần quốc, có thể nói là cấp thấp. Sở Hoành thở dài nói, xem ra, cũng chỉ có chờ ngươi chân chính tiến vào thần quốc sau đó, lại đi tìm, Diệp Thần, Doanh Nhi vậy nha đầu, liền giao phó cho ngươi. Sở Hoành thần sắc, cũng là nhìn như có một chút thất lạc, mặc dù hắn không có trách Diệp Thần ý kiến, nhưng làm là cha ruột, làm sao nhịn tim thấy con gái mình, cả ngày nằm ở quan tài băng bên trong kéo dài tánh mạng đâu. Diệp Thần thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng cam kết nói, mời bá phụ yên tâm. Ta Diệp Thần, lấy đạo tâm tính mệnh dạy thề, ắt sẽ hết sức ta có thể, lấy tới long tâm quả, để cho Doanh Nhi thương thế hoàn toàn khôi phục. Đây là một cái người đàn ông cam kết. Sở Hoành hài lòng hơi gật đầu một cái nói, tốt lắm, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi, cho dù lấy chúng ta Sở ra thế lực, vậy rất khó thấm vào nhập trong thần quốc, có thể tiếp xúc được cũng bất quá là tầng dưới chót thần quốc thế lực. Có chuyện ngươi có thể không biết, thần quốc thật ra thì cũng có Sở ra, đó là vọng thần lâu sau lưng Sở ra, chỉ tiếc ta chờ không được bất kỳ nói, ta chỉ có thể coi là dòng thứ. Chờ ngươi chính thức tiến vào thần quốc, tình huống liền không giống nhau. Bất quá, ngươi vậy phải cẩn thận một chút, ngươi bây giờ thực lực đã rất tốt, nhưng trong thần quốc quá khủng bố. Hắn có thể cảm giác được Diệp Thần mặc dù cảnh giới không cao, nhưng thực lực đặc biệt bất phàm, mà lại không nói bản thân thực lực, chỉ là hắn nơi lấy ra những cái kia hồn khí, liền đặc biệt kinh khủng à. Sở Hoành biết, hồn khí loại vật này, mặc dù nghịch thiên, nhưng là uy lực, rất lớn trình độ cũng là do người sử dụng quyết định, ở Diệp Thần trong tay mới có thể thả ra lực lượng cường đại nhất. Còn nếu là Diệp Thần không để ý hết thảy, điên cuồng vận dụng hồn khí công kích một thế lực nào đó nói đâu. Liền thần quốc bên kia Sở ra đều phải làm biến sắc đi. Diệp Thần trùng trùng gật đầu nói, vãn bối rõ ràng. Sở Hoành cười một tiếng nói, tốt lắm, trước không nói những thứ này, chúng ta ngày hôm nay ở chỗ này gặp mặt, còn có chuyện khác phải làm. Diệp Thần mặt lộ mỉm cười, giơ tay lên một cái, đem một cái túi đựng đồ, giao cho Sở Hoành trong tay. Cho dù, Sở Hoành thân là Sở gia gia chủ, tâm tính có thể nói là vô cùng trầm ổn. Nhưng nhận lấy túi đựng đồ này ngay tức thì, vẫn là không nhịn được cặp mắt mở to. Thậm chí cầm túi đựng đồ tay, đều có từng tia run rẩy à. Hắn kích động. Rồi sau đó, Sở Hoành có chút không kịp đợi đem thần niệm lực, dò nhập trong đó. Trong nháy mắt, Sở Hoành anh tuấn gương mặt bên trên, đổi được vô cùng là đặc sắc. Đầu tiên là khiếp sợ, triệt triệt để khiếp sợ đến óc cũng không chịu nổi mạnh như vậy mãnh liệt đánh vào, đổi được một phiến chỗ trống dậy rồi. Cho dù, hắn sớm liền được tin tức, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, lập tức thấy được xấp xỉ 9.000 chuôi cường đại hồn khí, vẫn là có chút trợn tròn mắt à. Cái này đánh vào quá khủng bố. 9.000 chuôi là cái gì khái niệm? Đây chính là có thể tiêu diệt 9.000 tên phong môn đỉnh cấp thậm chí còn nửa bước thái hư cường giả trình độ cao nhất sát khí à. Toàn bộ linh võ đại lục, nếu không phải tính luôn cửu U quốc mà nói, cũng chưa chắc tìm cho ra như thế nhiều phong môn cường giả chứ. Dĩ nhiên, đây là tốt nhất tình huống, người bình thường sử dụng, càng nhiều hơn chính là trọng thương phong môn cường giả, sẽ không giống hồn khí ở Diệp Thần trong tay lúc như vậy khủng bố. Nếu không cầm cái này 9.000 chuôi hồn khí, Sở ra đều có thể cân nhắc có phải hay không muốn chinh phục toàn bộ linh võ đại lục. Sau đó, chính là khó tin, sau đó biến thành mừng như điên. Sở Hoành hít sâu mấy cái, mới dần dần bình phục lại tâm tình. Mặt đầy nghiêm túc hướng về phía Diệp Thần trịnh trọng nói, Diệp Thần, ta muốn bắt lại đối với ngươi nơi chế tạo hồn khí chuyên doanh quyền, từ nay về sau, đặc biệt vì ngươi cung cấp phẩm chất tốt nhất hồn đồ sắt phôi. Không thu bất kỳ lệ phí nào, hơn nữa, đem mỗi chuôi hồn khí giá cả, nâng cao gấp đôi thần vân thạch, người cảm thấy thế nào? Sở Hoành biết, thành tựu linh võ đại lục thương nhân, hắn không có tư cách tiếp xúc thần quốc Sở ra. Nhưng nếu là nắm trong tay như thế nhiều tài nguyên, nói không chừng có thể để cho thần quốc Sở ra nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa Diệp Thần sau này thực lực sẽ mạnh hơn, luyện chế hồn khí thì sẽ càng đáng sợ. Chắc hẳn không bao lâu, Diệp Thần thực lực liền sẽ đạt tới thái hư cảnh liền chứ. Sở Hoành biết hồn khí phương pháp chế luyện,
là đem hồn kỹ nhốt vào khí phôi bên trong, nói cách khác, hồn khí mạnh yếu là do người chế tạo mạnh yếu quyết định. Có thể Diệp Thần lấy bây giờ thần hồn lực, liền có thể chế tạo ra có thể so với thái hư cảnh hồn khí như vậy cùng Diệp Thần chân chính có thái hư cảnh lực lượng đâu. Đến lúc đó, Diệp Thần nơi chế tạo hồn khí, đem sẽ vượt qua thái hư cảnh. Thậm chí có thể chống lại Trảm Ách cảnh. Đến lúc đó Cửu U quốc Sở gia, nói không chừng có thể được thần quốc Sở gia mời. Sở Hoành quyết định, đặc biệt sáng suốt. Diệp Thần lơ đễnh, gật đầu một cái cười nói, tự nhiên không có vấn đề. Không nói cái khác, chỉ là Sở Doanh quan hệ, hắn cũng không dự định hướng Vọng Thần lâu và Vọng Nguyệt lâu ngoài ra thương sẽ bán ra mình hồn khí. Còn như giá cả, Sở Hoành cho, có thể nói là đặc biệt công đạo, mà Diệp Thần, cũng không quá để ý, dẫu sao, một tháng thời gian, lớn được lợi như thế nhiều thần vân thạch, từ nay về sau, tiền đối với hắn mà nói, thật liền chỉ là một con số. Sở Hoành nghe vậy sau đó đại hỉ, không nhịn được cười như điên mấy tiếng, cũng là giương tay một cái, ném ra hai cái túi đựng đồ. Hắn đối với Diệp Thần cười nói, cái này hai cái túi đựng đồ. Một quả là tiền hàng chuyển khoản. Khác một cái túi đựng đồ, là Vọng Thần lâu vì ngươi thu thập tới 30.000 kiện hồn đồ sắt phôi, phẩm chất đều là cực cao, hơn nữa chúng ta Sở gia và thần quốc bên kia cũng tìm càng cao hơn các loại, như vậy thượng cổ lúc sử dụng, có thể nói hoàn mỹ hồn thiết. Diệp Thần trực tiếp đem hai cái túi đựng đồ bỏ vào trong túi, nghe vậy lại là vui mừng, như vậy, hoàn mỹ hồn thiết luyện chế được hồn khí uy lực lớn hơn. Làm phiền bá phụ. Như vậy, nếu như không có chuyện gì khác, vãn bối trước trở lại thần hỏa học viện, thiên thần buổi đấu giá, lập tức phải cử hành, ta cũng phải chuẩn bị một chút, bắt chặt thời gian lên đường. Sở Hoành gật đầu một cái, bỗng nhiên, nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, ánh mắt chớp mắt, lại có chút lo âu nói, Diệp Thần, ngươi chờ một chút. Bá phụ, thế nào? Sở Hoành nói, ngươi bây giờ xuất thân, trên căn bản có thể nghiền ép linh võ đại lục trên tất cả cái thế lực. Nhưng là ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cái đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chính là tác phong quá khoe khoang. Lần đấu giá này trong buổi họp, có thể thu liễm vẫn tận lực khiêm tốn một chút. Sở Hoành mặc dù rất thưởng thức Diệp Thần cuồng ngạo, khoe khoang, nhưng là, nói cho cùng Sở Hoành vẫn là có chút thương nhân suy nghĩ. Hắn không hy vọng Diệp Thần bởi vì thân trong lòng nhiều tiền, liền ở trên buổi đấu giá càn quét, rước lấy như vậy nhiều kẻ địch cường đại. Mặc dù, Cửu U quốc bên trong, cái khác cao cấp nhất thế lực, cũng có thể làm tới như thế nhiều thần vân thạch, nhưng là... Bọn họ không thể nào cầm như thế nhiều thần vân thạch, cũng vùi đầu vào buổi đấu giá bên trong à. Muốn là thật cạnh tranh, sợ rằng còn thật không có người, là Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được đáy lòng ấm áp, hắn biết, Sở Hoành là ở chân chính quan tâm mình, bất quá, hắn vẫn là lộ vẻ được có chút nghịch ngợm nói ách. Cái này, vãn bối tận lực đi. Sở Hoành do dự mấy giây lại nói, gần đây Cửu U quốc chỗ sâu dị tượng liền liền, ma tộc bầu trời mây đen giả thiên, vạn năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua cái này loại dị tượng. Tựa như ngày tận thế hạ xuống. Ngươi có biết cái gì? Diệp Thần ngẩn ra, nghĩ đến ma đế sống lại còn có chừng 20 ngày, hắn để ý, trả lời, bá phụ, mấy ngày nay tận lực không nên tới gần ma tộc. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Cửu U thậm chí còn ma tộc quy tắc, phải cải biến. Dứt lời, liền thân hình trước mắt, hóa thành một đạo sấm sét màu vàng, phi độn đi. Sở Hoành con ngươi ngưng trọng. Mặc dù Diệp Thần không có thố lộ quá nhiều, nhưng là hắn mơ hồ đoán được cái gì. Trước đây không lâu ma tộc vạn ma chi địa mở, nhưng lại đột nhiên đóng cửa. Vô số ma tộc cường giả vây trong đó. Không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra. Một ít lực lượng tựa như ở chỗ sâu ẩn núp. Có người nói đây là ngày tận thế tới. Nhưng là hắn cảm thấy không phải, hắn cảm giác vậy đã từng biến mất đế vương muốn trở về. Rất nhanh, Diệp Thần liền trở lại thần hỏa học viện bên trong. Hiện tại, ôm vô số thần quốc thông dụng tiền thần vân thạch, Diệp Thần liền đi bộ tựa hồ cũng có chút nhẹ nhàng à. Hắn trở lại thần hỏa học viện sau đó, và hình tử đường các người gặp mặt một lần, lần trước. Bởi vì Huyền Nguyệt Tông tới thông báo, bọn họ liền cơm cũng không có ăn thật ngon đâu, lần này ngược lại là có thể ngồi xuống thật tốt tụ họp. Dừng lại sau khi cơm nước no nê, Diệp Thần lại là cùng Tôn Di đơn độc sống chung,
vuốt ve an ủi một hồi, cô gái nhỏ này, thời gian dài như vậy không thấy Diệp Thần, trong lòng nhất định là có chút tịch mịch. Hơn nữa Diệp Thần còn muốn nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, hắn kích hoạt Lăng Phong thần mạch, nếu như và Tôn Di vuốt ve, phải chăng lại sẽ đem huyết mạch truyền cho Tôn Di. Mấy lần đại chiến, nửa ngày thời gian liền qua. Để cho Diệp Thần vui mừng chính là, Tôn Di xích trần thần mạch tựa hồ bởi vì mình tu vi mạnh hơn. Nguyên lai cái này loại truyền tính, còn quyết định bởi với mình tu vi. Nhưng là muốn cầm Lăng Phong thần mạch truyền cho Tôn Di, căn bản không có thể. Xem ra, luân hồi huyết mạch một loại đặc thù nào đó tính chỉ có thể truyền cho một người. Sau đó, Diệp Thần nhắm mắt ngưng thần, khôi phục một chút tinh thần, liền lên đường hướng thần hỏa học viện nơi cửa chính đi tới. Tôn Di cố nhiên không thôi, nhưng là biết Diệp Thần định trước không thể nào bình thường cả đời, nàng duy nhất có thể làm chính là giống vậy thật tốt tu luyện. Lúc này, Cát Thanh và Trần Chi Phàm đã dắt Trục Phong Ưng ở cửa học viện cùng hắn. Cát Thanh đối với Diệp Thần cười nói, thằng nhóc, lần đấu giá này trong buổi họp, ngươi có thể phải bị đả kích, ta biết ngươi xuất thân không tệ, nhưng là, những cái kia siêu cấp thế lực cao cấp thiên tài tài sản nhưng mà kinh người, cái này ngươi cầm đi. Vừa nói, hắn vung tay lên, đem một cái túi đựng đồ ném cho Diệp Thần, tận lực sừng sộ lên, đối với Diệp Thần nói, đây là một ít thần vân thạch, dù sao lấy chính ngươi xuất thân, vạn nhất ở trên buổi đấu giá. Một kiện hàng hóa cũng chụp không xuống há chẳng phải là có chút ném chúng ta thần hỏa học viện mặt. Thân là viện trưởng, ta không cho phép ngươi cự tuyệt, cầm đi. Diệp Thần có chút hiếu kỳ đem thần hồn dò nhập túi đựng đồ bên trong đảo qua, không khỏi được thần sắc động một cái. Ước chừng 3 triệu thần vân thạch. Đừng xem nhẹ cái này 3 triệu thần vân thạch, đối với Diệp Thần mà nói, bây giờ là không coi vào đâu, nhưng Diệp Thần biết. Cát Thanh hắn là cơ hồ lấy ra thần hỏa học viện tất cả tiền bạc à. Vì mình, vị này có chút bất cần đời lão viện trưởng vậy là thật tận tâm tận lực. Không khỏi được, Diệp Thần có chút cảm động. Bất luận là Huyền Nguyệt Tông, vẫn là thần hỏa học viện, cũng để cho hắn có một loại mãnh liệt cảm giác thuộc về, mà Cát Thanh, Bạch Trấn Đường bọn họ, thì thật giống như là mình người thân trưởng bối như vậy, vô cùng chân thành đối đãi mình. Đây cũng không phải là thông thường viện trưởng cùng học sinh quan hệ, Cát Thanh cũng coi là Diệp Thần nửa sư phó. Diệp Thần không có nói gì nhiều, lặng lẽ nhận túi đựng đồ, đối với Cát Thanh vô cùng thành khẩn nói cảm tạ, đa tạ viện trưởng. Sau đó, hắn trên mặt vậy hiện ra một chút thần bí vẻ nói, yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không để cho thần hỏa học viện mất mặt, ngược lại, lần đấu giá này sẽ kết thúc sau này, ta sẽ để cho thần hỏa học viện ở toàn bộ linh võ đại lục trước mặt. Vô cùng được tăng thể diện. Bất quá, Diệp Thần trong lòng nhưng chủ ý đã định, cái này 3 triệu thần vân thạch là tuyệt đối sẽ không vận dụng, đến lúc đó hắn sẽ y nguyên không thay đổi vẫn còn cho Cát Thanh. Cát Thanh gặp Diệp Thần nhận lấy, mới vui vẻ ra mặt, khôi phục vậy bất cần đời nụ cười, hắn lo lắng nhất chính là Diệp Thần chiếu cố được học viện, không chịu thu. Nghe vậy, cũng là ha ha cười một tiếng nói, thằng nhóc giỏi, lão phu liền chờ ngươi những lời này đây. Dứt lời, hắn vừa hướng Trần Chi Phàm cười nói, tiểu Phàm, lần đấu giá này sẽ, và vậy trường hợp không cùng, người thay ta hơn nhìn chằm chằm điểm thằng nhóc này, đừng để cho hắn quá gây chuyện. Bất quá, nếu là có người khi dễ đến chúng ta thần hỏa học viện đệ tử trên đầu, chúng ta vậy tuyệt không phải trái hồng mềm. Đã xảy ra chuyện gì, đều có vi sư vì các người chĩa vào. Trần Chi Phàm cũng là trịnh trọng đáp, đệ tử rõ ràng. Chuyện này. Đổi người bình thường, thật vẫn rất khó làm được, phỏng đoán cũng chỉ Trần Chi Phàm như vậy cùng Diệp Thần thật tâm tương giao người, có thể để cho Diệp Thần hơi thu liễm một chút. Sau đó, Trần Chi Phàm cùng Diệp Thần hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt cũng không khỏi lóe lên mong đợi, vẻ hưng phấn. Ngày này thần trên buổi đấu giá, bán ra nhưng là chân chính thần quốc vật à. Phần lớn đều là linh võ đại lục lên không thấy được. Bọn họ xoay mình ngồi lên Trục Phong Ưng, vậy Trục Phong Ưng giang hai cánh ra, mưa gió cuồng trào, liền hướng ngồi không gian phi đính thị trấn đi. Linh võ đại lục, một nơi vô cùng là rộng lớn vùng nước bên trong, ở trên cao cổ liền tồn tại một tòa dấu vết người hiếm thấy cô đảo, chỗ tòa này cô đảo, bị người linh võ đặt tên là đảo Phi Lôi. Trên đảo đặc sản, là một loại tên là quả phi lôi lôi thuộc tính vật liệu. Cái này loại vật liệu. Mặc dù có chút giá trị,
nhưng là cũng không đáng tu các võ giả bất chấp mặc càng nguy hiểm nặng nề vùng biển, tiến vào yêu thú hoành hành trên cô đảo thu thập, cho nên bình thường cơ hồ không có người đến chỗ này. Nhưng là ở nhiều năm trước, thần quốc bước vào đem thiết lập là thần quốc ở linh võ đại lục 10 thành sau đó, cái này đảo Phi Lôi liền bị một hồi mây mù hoàn toàn bao phủ. Nếu là có người xem thường cái này mây mù, khẳng định sẽ hối hận không thôi. Cái này trong mây mù, ẩn hiện lôi quang cùng hình rồng hư ảnh, lại là một tòa phẩm cấp cực cao dáng vóc to đại trận. Cho dù là giống vậy thái hư cường giả, tùy tiện tiến vào trong đó đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Mà hiện tại, bình thường rất hiếm vết người đảo Phi Lôi bầu trời, cũng không ngừng có một đạo đạo độn quang lướt qua. Hơn nữa, những thứ này độn quang cũng vô cùng là không tầm thường. Độn quang bên trong, hoặc là xa hoa vô cùng thần khí xe bay, hoặc là mấy đầu phong môn cảnh yêu thú kéo sang trọng hoa lệ cổ kiệu, hoặc là hơi thở vô cùng ác liệt, ánh mắt vô cùng kiêu ngạo thanh niên người. Những người này thân phận, hiển nhiên đều vô cùng đặc biệt không bình thường. Cùng thời khắc đó, Nam Vực, Tuyệt Hàn Đế cung chỗ sâu, một mảnh yên tĩnh, Bạch Nhi ở bên ngoài đi tới lui. Khoảng cách cung chủ tiến vào chỗ đó đã lâu như vậy. Không biết sống chết, cung chủ và Ô Mang tiến vào nơi đó, có thể ý nghĩa thiên đại cơ duyên. Nhưng đồng thời có thể chết. Bạch Nhi biết, cung chủ từ bước vào linh võ đại lục bắt đầu, chính là điên cuồng tăng lên tu vi. Điên cuồng khôi phục Tuyệt Hàn Đế cung, điên cuồng vì một người đàn ông tử xóa bỏ hết thảy. Mà nam tử này, đoạn thời gian này trải qua, nàng cũng là chấn động. Đột nhiên, một đạo thông ngày trời trụ nối thẳng chân trời. Chùm tia sáng có thánh khiết cảm giác, tựa như vượt qua thiên đạo lực lượng. Hơn nữa chùm tia sáng chung quanh, thậm chí có mọi thứ cuồng bạo lôi kiếp hạ xuống. Quá mức kinh người. Bông tuyết bay rơi. Giống như nhân gian ánh sáng sáng chói. Đầy trời tuyết ý bên trong, đột nhiên một đạo thất thải hà quang xuất hiện. Bạch Nhi nhìn về phía chỗ sâu, trong mắt trợn to. Vậy thất thải hà quang bên trong lại đi ra một đầu chân đạp u lam hỏa diễm ngút trời ma thú. Chính là cùng nhau tiến vào trong đó Ô Mang. Chỉ bất quá bây giờ Ô Mang xưa không bằng nay. Huyết mạch cực kỳ nồng đậm. Trọng yếu hơn chính là Ô Mang lại dài ra đối với cánh, cả người tản ra uy áp thế. Khí thế kia thú cưỡi, dù là thần quốc gia tộc cao cấp cũng không xứng có à. Mà uy phong lẫm lẫm Ô Mang bên trên, là một cái Tuyệt Hàn thiếu nữ. Thiếu nữ trong mắt lạnh như băng, giống như lan trong rừng vắng. Nàng da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp vô cùng, sắc mặt tuyệt lệ, từ mang khí chất cao quý, để cho người không thể bức thị. Nhưng mà tuyệt đẹp dung mạo ở tu vi trước mặt, nhưng là mờ đi. Chỉ vì là Ngụy Dĩnh thời khắc này tu vi lại là thái hư tầng 8 thiên. Khủng bố như vậy. Ngụy Dĩnh ngẩng đầu lên, Ô Mang bỗng nhiên phát ra một hồi hí. Cái này hí sánh vai long ngâm, lại làm vỡ nát chung quanh lôi kiếp. Vậy xích hắc vây cánh kích động, từng trận gió lớn đất bằng phẳng lên. Làm đi tới Bạch Nhi trước người, Ô Mang mới bắt đầu thu liễm. Vậy vây cánh biến mất. Hết thảy khôi phục nguyên trạng. Hiển nhiên Ô Mang có thể tự do khống chế bây giờ dáng vẻ. Bất quá dưới chân vậy đoàn u lam hỏa diễm nhưng là vẫn không thay đổi. Ô Mang trên thiếu nữ hàn mâu mở ra, ánh mắt rơi vào Bạch Nhi trên mình, vậy mang tí ti dùng mình thanh âm rơi xuống. Bạch Nhi, ta bế quan đoạn thời gian này, Diệp Thần nhưng có phát sinh chuyện gì? Bạch Nhi thân thể mềm mại ngẩn ra. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới cung chủ xuất quan câu nói đầu tiên là liên quan tới người thanh niên kia. Nếu cung chủ như vậy quan tâm người đàn ông kia, vì sao chậm chạp không vạch trần thân phận? Nàng trong lòng thậm chí là cung chủ cuống cuồng. Bạch Nhi do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói, cung chủ, Diệp tiên sinh gần đây cũng không thái bình. Đột nhiên, Ô Mang trên người Ngụy Dĩnh ý định giết người phóng thích, phổ biến uy áp bao phủ đi. Trên bầu trời lại ngưng tụ ra một chuôi huyền băng kiếm. Sát ý thành kiếm. Ngụy Dĩnh ở trong đó cơ duyên tuyệt không đơn giản. Rốt cuộc phát sinh cái gì, ta phải biết hết thảy chi tiết. Bạch Nhi không dám nghịch lại Ngụy Dĩnh ý chí, liền đem những ngày qua sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Chung quanh không khí càng phát ra băng hàn. Ngụy Dĩnh tức giận giống như vô tận lửa giận đang cháy. 5 phút sau,
Ngụy Dĩnh mở miệng nói, xem ra Thiên Đạo Cung thật muốn chu diệt Diệp Thần. Người đàn ông của ta, lại dám vận dụng diệt thế kiếm. Như vậy, kể từ hôm nay, người thần quốc đừng hòng an ninh. Ta hiện tại cố nhiên không có tư cách bước lên thần quốc, nhưng là thần quốc ở Linh Võ Đại Lục 10 tòa thành lớn, cũng nên chịu đựng một ít ta tức giận. Ngụy Dĩnh băng hàn trong mắt viết đầy sát ý. Bạch Nhi có chút lo lắng, mở miệng nói, cung chủ, xây lại Tuyệt Hàn Đế Cung mới là thứ nhất chuyện quan trọng. Ngụy Dĩnh hai tay chắp sau lưng, nhưng là nhàn nhạt nói, Bạch Nhi, người có lẽ không biết, quyển sổ kia lên cố nhiên nhớ muốn báo thủ đối tượng, nhưng cuối cùng là Linh Võ Đại Lục thế lực cao cấp mà thôi. Còn chân chính tiêu diệt Tuyệt Hàn Đế Cung bàn tay đen sau màn, ngay tại thần quốc. Thần quốc để cho ta không thích, vậy hôm nay liền hoàn toàn khai chiến. Lúc này, biển sương mù ra phi thuyền bên trên, đứng thẳng hai người nam tử, chính là Diệp Thần cùng Trần Chi Phàm. Trần Chi Phàm lấy ra Cát Thanh giao cho hắn tín vật, hướng về phía vậy phiến biển sương mù đánh ra một đạo ánh sáng, xác nhận không có lầm sau đó, quay đầu đối với Diệp Thần nói. Chính là chỗ này, chúng ta vào đi thôi, ta đã phát tín hiệu, phòng đấu giá thiên thần nhân viên làm việc sẽ tới tiếp đãi chúng ta. Diệp Thần gật đầu một cái, thu phi thuyền, hóa thành một đạo kim sắc độn quang chớp mắt, cùng Trần Chi Phàm cùng nhau vậy trốn vào cái này phiến biển sương mù bên trong. Mới vừa đi vào cái này phiến biển sương mù, trước mặt hai người chính là mây mù cuồn cuộn, một phần mở ra. Một người thần sắc lạnh lùng chàng thanh niên từ trong đó đi tới, nhàn nhạt quét Diệp Thần cùng Trần Chi Phàm một cái nói. Chính là các ngươi phát tín hiệu. Mặc dù, lần này tham dự bán đấu giá đều là Linh Võ Đại Lục đứng đầu nhân vật nổi tiếng hoặc là siêu cấp yêu nghiệt, nhưng người thanh niên này chàng trai trên mặt cũng không có nhiều ít vẻ cung kính. Có lẽ phòng đấu giá thiên thần ở thần quốc bất quá là nhỏ phòng đấu giá, nếu không cũng sẽ không có cầm làm ăn làm được Linh Võ Đại Lục trên ý nghĩ. Nhưng là, cho dù người thanh niên này nam tử, chỉ là ở phòng đấu giá thiên thần công tác một người phổ thông võ giả, hắn đáy lòng nhưng vẫn là không thế nào để mắt người Linh Võ. Cho dù là Linh Võ đứng đầu nhà giàu có, siêu cấp yêu nghiệt cũng giống vậy. Thần quốc cùng Linh Võ Đại Lục chênh lệch, quá lớn quá lớn. Ở người thanh niên này xem ra, cái gì Linh Võ bước lên huyền bảng, thả vào thần quốc chính là chó má. Còn như Linh Võ nhà giàu có, ở thần quốc, tùy tiện một cái tông môn nhỏ cũng có thể đem những nhà giàu có này xem bóp chết con kiến như nhau tiện tay tiêu diệt. Mặc dù không được không đối mặt những thứ này cấp thấp người Linh Võ, nhưng hắn tự nhiên sẽ không có biết bao để ý. Mà Diệp Thần quét hắn một mắt, nhưng cũng có chút xem thường, người này nhìn như vẫn là một tên thanh niên, bất quá trên thực tế đã có trên 100 tuổi, mà hắn tu vi đâu. Phong môn thôi, vẫn là ở thần quốc như vậy tu võ tài nguyên vô cùng phong phú điều kiện dưới đạt tới cảnh giới. Mặc dù trong 100 năm lên cấp phong môn, đặt ở Linh Võ cũng có thể gọi là thiên tài, nhưng lấy Diệp Thần bây giờ tầm mắt, nhưng là coi thường. Như vậy vậy có thể thấy được Thần Huyền Tông cùng cái này phòng đấu giá thiên thần chênh lệch, Thần Huyền Tông đệ tử mặc dù cũng là phong môn cảnh, tuổi tác so với người thanh niên này nam tử cũng không lớn lắm, hơn nữa Diệp Thần có thể bảo đảm, chính là cùng cảnh giới, hắn gặp phải Thần Huyền Tông đệ tử, cũng có thể lấy thực lực đem nghiền ép. Chỉ như vậy còn một bộ xem thường người Linh Võ thái độ. Diệp Thần đều có chút lười để ý hắn. Mà Trần Chi Phàm mặc dù cũng có chút khó chịu, bất quá vẫn là gật đầu nói, không sai, là ta là đại biểu Thần Hỏa Học Viện tới trước, đây là ta tín vật. Tên thanh niên kia nam tử làm biếng nhận lấy tín vật, kiểm tra một chút, ừ một tiếng nói, vậy hắn thì sao? Trần Chi Phàm nhìn lướt qua Diệp Thần, gặp Diệp Thần không có ý lên tiếng, mặt lộ một chút bất đắc dĩ nói, hắn là ta đồng môn, tên là Diệp Thần. Cũng là bước lên huyền bảng nổi danh thiên tài, lần này là lấy bước lên huyền bảng thiên tài thân phận mà đến. À, chàng thanh niên tò mò nhìn một cái Diệp Thần nói, liền hắn. Trong giọng nói khinh bỉ cùng không tin, thậm chí cũng không chút nào che giấu bộc lộ ra ngoài. Thật ra thì, hắn đối với Diệp Thần cùng Trần Chi Phàm như vậy vô lễ, một mặt, cũng là bởi vì là bọn họ tu vi nguyên nhân. Trần Chi Phàm đi theo Cát Thanh tu hành thời gian ngắn ngủi. Cố nhiên lợi dụng Thần Hỏa Học Viện tài nguyên cùng với Cát Thanh đối hắn công pháp lên chỉ điểm, vậy có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn ngủi cũng đã tăng lên tới tinh khiếu hậu kỳ. Nhưng còn chưa đủ. Bất quá,
hắn là đại biểu thế lực tới, thực lực bản thân cũng không trọng yếu, khá tốt hiểu. Diệp Thần đâu, bước lên huyền bảng thiên tài, mấy ngày nay chàng thanh niên vậy tiếp đãi qua mấy, cái nào thấp hơn phong môn cảnh. Diệp Thần bất quá là chính là tinh khiếu, cũng có thể trở thành bước lên huyền thiên mới. Thật là buồn cười. Diệp Thần nhìn về phía người thanh niên này nam tử, ánh mắt lạnh một ít, mà Trần Chi Phàm cũng là cau mày nói, người đây là ý gì? Ta huynh đệ chẳng lẽ không có thể là bước lên huyền bảng thiên tài sao? Các ngươi phòng đấu giá thiên thần, nếu mời các vị bước lên huyền thiên mới cùng chung tham gia đấu giá, như vậy, không thể nào không có bước lên huyền bảng thiên tài tư liệu chứ? Người đang chất vấn người khác trước, không thể trước thẩm tra một chút. Tên thanh niên kia nam tử nghe vậy, sắc mặt một chút âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Chi Phàm nói. Ta hỏi ngươi sao, chính hắn không miệng, muốn ngươi giúp hắn nói chuyện. Đồng thời, từ thanh niên trên mình một cổ khí tức cường đại tản mát ra, mơ hồ bây giờ đè hướng Trần Chi Phàm. Trần Chi Phàm hơi biến sắc mặt, đang chuẩn bị làm xong ngăn cản chuẩn bị, trước người của hắn nhưng là bóng người trước mắt. Diệp Thần chắn trước mặt hắn. Mà vậy đạo hơi thở uy áp, đụng vào Diệp Thần trên mình, nhưng là không có tung lên chút gợn sóng nào. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh nhìn tên kia nam tử, đối phương nhưng là khẽ cau mày, xem ra người này ngược lại thật có chút con đường, có thể chống đỡ hắn hơi thở. Hắn trong lòng đã mơ hồ thừa nhận Diệp Thần chính là cái gì đó bước lên huyền thiên tài, hắn dẫu sao xuất thân thần quốc, một chút kiến thức vẫn phải có, từ Diệp Thần mới vừa rồi động tác lúc thân pháp, coi thường hắn hơi thở, còn có từ trên người hắn khó hiểu cảm giác được một cổ áp lực cũng chứng minh người này rất quỷ dị. Nhưng thừa nhận thuộc về thừa nhận, hắn lại không có cứ như vậy đối với Diệp Thần cùng Trần Chi Phàm cho đi ý kiến. Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn xem bọn họ khó chịu. Bởi vì, cái này hai cái linh võ rác dưới, không có đối với mình một mực cung kính. Người đàn ông này tên là Chu Siêu, cho dù là ở phòng đấu giá thiên thần bên trong, cũng phối hợp được không làm sao, bên trong tim bên trong chất chứa rất nhiều bất mãn. Thật vất vả có thể ở những thứ này linh võ chi trước mặt người diễu võ dương oai một phen, làm sao có thể như vậy dễ dàng thả qua. Chu Siêu nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, cái vị công tử này, xem ra là không thích nói chuyện à. Diệp Thần quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, ta không phải là không thích nói chuyện, mà là ngươi không xứng nghe mà thôi. Cái này nam tử đối với mình không tiếc lời, hắn cũng chỉ làm chó sủa, lười được so đo để ý, nhưng là... Và bạn mình nói chuyện dùng thái độ này. Còn muốn dùng hơi thở chèn ép. Vậy hắn vậy không nhịn được, quản ngươi có phải hay không phòng đấu giá người. Chu Siêu nghe vậy sững sốt một chút, sau đó, quanh thân mây mù lại là lập tức bạo tán ra, bị hắn vậy cuồng bạo linh lực, khuấy thành phấn vụn, hắn cả người sát ý ngất trời, nhìn chằm chằm Diệp Thần, giận dữ ngược lại cười nói. Ha 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 ha, tốt, nguyên lai, là ta không xứng nghe à. Thật đáng tiếc, như thế không khéo, ta bước lên huyền bảng thiên tài tư liệu quên mang theo, bất quá mặc dù không có tư liệu, chúng ta còn có phương pháp đơn giản hơn, có thể tiến hành khảo sát không phải sao. Tại hạ đối với linh võ đại lục bước lên huyền bảng thiên tài, nhưng mà kính ngưỡng rất à, đã sớm muốn lãnh giáo một chút, như người thật sự là bước lên huyền bảng thiên tài, nhất định có thể tiếp được ta một chiêu chứ. Như thế nào, người chỉ cần chịu nhận ta một chiêu, liền một chiêu. Ta liền thừa nhận thân pháp của ngươi, thả ngươi nhập đảo như thế nào. Hắn mặc dù là tránh phòng đấu giá trách tội, không dự định thật giết Diệp Thần, nhưng cho hắn một ít nhỏ dạy bảo, cũng không có ai sẽ hỏi quá nhiều cái gì. Chỉ vì là hắn là người thần quốc. Diệp Thần có chút cân nhắc nhìn về phía Chu Siêu nói, đây chính là ngươi nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Hối hận, Chu Siêu tựa như nghe được cái gì cười nhạo tựa như được, vui vẻ cười to đứng lên. Người yên tâm, sẽ không, chuẩn bị xong chưa? Ra tay đi. Diệp Thần hai tay đổ đeo ở sau lưng, thậm chí cũng không có đụng tới thú hủ kiếm ý kiến. Giống như hắn nói, Chu Siêu còn chưa xứng. Chu Siêu gặp Diệp Thần khinh thường như vậy, thật giống như thật mình là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt như nhau, hắn không khỏi trên mặt sát ý càng đậm, chẳng lẽ là người linh võ đại lục chân thực quá phế vật, mới cho loại rác dưới này mình vô địch ảo giác sao? Bất quá như vậy tốt hơn, hắn mục đích chính là trọng thương Diệp Thần, cho Diệp Thần và Trần Chi Phàm một cái dạy bảo, để cho bọn họ biết được mình và người thần quốc có bao nhiêu sai biệt thôi.
Diệp Thần càng tự phụ, chờ một lát, liền sẽ càng tuyệt vọng, mà Chu Siêu, vậy càng ung dung. Hắn hơi thở lăn lộn, mơ hồ có một đạo chim thương ưng hư ảnh ở hắn trong lòng bàn tay sôi trào, rất sống động, thật là đều giống như muốn hóa hình ra vậy. Thiên ưng trưởng. Chu Siêu nghiêm túc quát một tiếng, một trưởng đánh ra, một đạo cơ hồ muốn hóa thành thi thể con ưng khổng lồ hư ảnh ở bàn tay hắn phía trước cực nhanh phóng đại, hiện lên ở trong mây mù, trong miệng phát ra một tiếng mặc kim nứt đá nhọn minh, liền hướng Diệp Thần bay xông lên đi. Diệp Thần chân mày khều một cái, một trưởng này ngược lại để cho hắn có chút bất ngờ, lại khá là tươi đẹp. Trưởng ý bên trong, mang một loại huyền diệu khó giải thích hơi thở, tựa hồ đã chạm tới một ít võ đạo căn nguyên. Cái này dĩ nhiên không phải nói Chu Siêu năng lực tốt bao nhiêu, mà là bởi vì ngày này ưng trưởng bản thân phẩm cấp, truyền thừa, đều là khá là không tầm thường. Giống như ở Nam vực gặp vậy mấy tên thần huyền tông đệ tử thi triển võ cũng là như vậy, bất quá, so với Chu Siêu, bọn họ lĩnh ngộ lại phải sâu nhiều. Xem ra, thần quốc quả thật so linh võ đại lục võ đạo, dẫn đầu được quá nhiều, liền liền võ cho dù là đồng phẩm cấp nếu so với linh võ đại lục trên truyền thừa, chính tông không thiếu, mạnh mẽ không ít. Mà ở Chu Siêu xuất trưởng ngay tức thì, nguyên bản còn mặt không cảm giác Trần Chi Phàm, trên mặt vậy thoáng qua một đạo sợ hãi, chấn động tùng, vẻ lo âu. Hắn thực lực không có Diệp Thần cường đại như vậy, trước mắt cái này hóa hình trưởng ấn, có thể nói không khác nào một đạo kinh khủng vực sâu. Đem hắn thần hồn, đều phải dính dấp đến trong đó. Nguyên bản, Trần Chi Phàm biết Diệp Thần thực lực đã đạt đến có thể chống lại thái hư nhất tầng thiên tầng thứ, cái này phong môn cảnh thần quốc người khẳng định không phải hắn đối thủ. Nhưng là, làm đối phương đánh ra cái này ở Trần Chi Phàm xem ra là tuyệt thế tươi đẹp một trưởng sau đó, vẫn là không nhịn được là Diệp Thần lo lắng. Bất quá, Diệp Thần vẫn thần sắc nhàn nhạt, cứ như vậy một trưởng, còn không vào được hắn mắt. Hắn tùy ý giơ tay lên, đánh ra một quyền. Thật đơn giản một quyền. Chu Siêu thấy vậy, thầm mắng ngu xuẩn, dùng mình quả đấm đối kháng hắn tu luyện tới cơ hồ muốn hóa hình trưởng ấn. Lấy vì mình thiên ưng trưởng là cùng các ngươi linh võ đại lục vậy rác dưới võ đâu. Tự tìm cái chết như nhau, Diệp Thần cái tay này, phế định. Không có loại thứ hai có thể. Chu Thuần cười lạnh nói, thằng nhóc, bây giờ biết trời cao đất rộng đi. Bất quá, hắn nói cũng chưa có hoàn toàn nói xong. Nụ cười trên mặt, liền hoàn toàn đọng lại. Phốc thử một tiếng, mình đánh ra vậy đạo thiên ưng trưởng lực, cùng Diệp Thần quả đấm đụng nhau. Không có nghĩ voi bên trong kêu thảm thiết, kinh hoàng, xương máu bồng bềnh. Có chỉ là mình bị ngay tức thì xuyên thủng, biến thành hư vô trưởng ấn. Điều này sao có thể? Không cùng Chu Siêu kinh ngạc làm ra phản ứng, Diệp Thần quả đấm bên trong liền xông ra một cổ kinh khủng cự lực. Ở đem vậy thiên ưng trưởng ấn đánh nát ngay tức thì, cự lực liền lăn lộn đánh về phía Chu Siêu. Lúc này Chu Siêu, chỉ kịp nâng lên vậy chỉ ra trưởng sau đó, vẫn chưa có hoàn toàn thu hồi lại cánh tay tiến hành ngăn cản. Âm một tiếng, Chu Siêu bị đánh được đảo phi nhi xuất, trong miệng máu tươi ói như điên, mà vậy cái ngăn cản Diệp Thần cự lực cánh tay vậy hoàn toàn nổ tung biến mất. Đảo phi nhi xuất Chu Siêu, thân thể không có vào trong mây mù, lại cũng không có phản ứng. Tựa hồ trọng thương đến lâm vào hôn mê. Diệp Thần thờ ơ thu tay về, hướng về phía Trần Chi Phàm nói. Phàm ca, chúng ta trực tiếp vào đi thôi, xem tên này thực lực tối đa cũng chính là một giữ cửa tiếp đãi thôi, ra cái này mây mù sau đó, hẳn còn có thể gặp được phòng đấu giá thiên thần những người khác. Trần Chi Phàm gật đầu một cái, hai người đang chuẩn bị hành động lúc đó, chung quanh mây mù, lại đột nhiên náo động. Đạo đạo tia chớp qua lại ở hai người quanh thân, trong mây mù vậy mơ hồ vang lên để cho người run rẩy cao vút long ngâm. Lúc này, trong mây mù Chu Siêu ảm đạm đôi trong mắt lóe lên một phiến vẻ oán độc, mà ở hắn tràn đầy máu tươi lại hơi run trong tay, cầm một cái trận bàn, kích thích đại trận trận bàn. Chết đi, linh võ con kiến hôi, dám đả thương lão tử, chết. Dùng hết lực lượng cuối cùng, kích phát đại trận sau đó, Chu Siêu rốt cuộc mắt nhắm lại. Hoàn toàn ngất đi, mà hắn thân thể vậy bắt đầu hạ rơi xuống. Mà Diệp Thần lúc này nhìn chung quanh điện quang cùng hình rồng hư ảnh cũng là hai hàng lông mày nhíu lên, cảm thấy vẻ ngưng trọng, hắn ánh mắt trầm ngưng, tay lộn một cái, đem thú hủ kiếm cầm ở trong tay. Sau đó trầm giọng nói, Phàm ca,
đến bên người ta tới, chúng ta xông ra. Trần Chi Phàm thân hình động một cái nhích tới gần Diệp Thần, nhưng vào lúc này, một đạo long ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, mang đầy trời sấm sét, hướng Diệp Thần bay vút lên tới. Đây là Thái Hư Lực. Diệp Thần một tay bắt Trần Chi Phàm, thi triển thân pháp, hướng mây mù chỗ sâu phóng tới, một bên linh lực cuồng chuyển, trong tay thú hủ kiếm sắc bén bạo tránh chém ra một đạo kinh thiên kiếm mang. Phá cho ta. Đồng thời, mạnh mẽ thần niệm ngay tức thì thả ra, phong tỏa đại trận lối ra chỗ. Vậy long ảnh kêu rên một tiếng, bị Diệp Thần một kiếm chém chết, nhưng là rất nhanh, liền có nhiều hơn long ảnh, lôi cuốn vô cùng lôi quang, hướng Diệp Thần tấn công tới. Tạm thời bây giờ, trong mây mù, phong lôi đại tác, hàn mang lập lòe, long minh không ngừng. Vạn kiếm đế cung. Băng kiếm thánh vương trong mắt đóng chặt, trước mặt hắn là một cái bàn cờ. Bàn cờ bên trong, lại đã rơi cái kế tiếp hắc tử. Rất hiển nhiên, băng kiếm thánh vương ở các người. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên, vạn kiếm đế cung trên đại điện, một đạo hư không chỗ rách nứt ra. Một cái giữa eo treo bầu rượu ông già lặng lẽ rơi xuống. Người này chính là trước đây không lâu ở ma tộc bên ngoài Vĩnh Hằng Thánh Vương. Mà lần này Vĩnh Hằng Thánh Vương xuất hiện, hiển nhiên là băng kiếm Thánh Vương dùng thuật pháp liên lạc. Vĩnh Hằng Thánh Vương thần sắc nghiêm túc, ngồi ở bàn cờ trước, rơi xuống một viên cờ trắng. Rồi sau đó, một miệng linh tử hối vào trong miệng. Ngươi cháy máu tươi thông báo ta, rốt cuộc chuyện gì? Băng kiếm Thánh Vương đem Hạ Nhược Tuyết trước đây ở thần ma cốc nơi gặp chuyện toàn bộ nói ra, lại là đem bức kia Hạ Nhược Tuyết tự tay vẽ tượng thần đồ cho Vĩnh Hằng Thánh Vương xem. Băng kiếm Thánh Vương biết, nếu như thế gian có người có thể biết thần quốc ý đồ, đó nhất định là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhận lấy tượng thần đồ, ngừng mắt nhìn phía trên hết thảy, mày trắng bên trên phân bố vẻ lo lắng. Hắn thân thể thậm chí ở mơ hồ run rẩy. Đó là một cổ vô tận tức giận. Băng kiếm Thánh Vương trong lòng lộp bộp một chút, Vĩnh Lão, thần quốc bên kia kết quả đang làm gì? Bót! Vĩnh Hằng Thánh Vương đem tượng thần đồ trực tiếp nện ở trên bàn cờ. Bàn cờ vỡ vụn, vô số con cờ hóa là bột. Thần quốc đám kia xúc sinh, đây là đang mưu sát. Bọn họ biết rõ không cách nào khám xét Diệp Thần tồn tại, càng không cách nào dung chuyển Diệp Thần. Bọn họ trong đáy lòng đã biết. Thần quốc hết thảy sẽ hủy ở Diệp Thần trên tay. Cho nên, bọn họ không tiếc vận dụng nhuốm máu nhân quả trận. Đây là thượng cổ cấm kỵ trận, bọn họ lại có thể làm nghịch nguyên tắc, dùng này đối kháng Diệp Thần. Đồ khốn! Băng kiếm Thánh Vương sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Đây lại là trong truyền thuyết nhuốm máu nhân quả trận. Trận này vận dụng tài nguyên và giá phải trả cực lớn. Giống vậy thế lực căn bản không có thể thi triển. Dù là thần quốc, bởi vì là thần quốc một khi vận dụng, thì đồng nghĩa với thần quốc phải có 49 vị chảm ách cảnh chết à. 49 vị chảm ách cảnh chỉ là đổi một cái tinh khiếu cảnh chết. Cái này thần quốc thiên đạo cung điên rồi phải không? Vĩnh Hằng Thánh Vương chợt uống một hớp rượu, ý định giết người phóng thích. Thần quốc những con chó kia tạp loại thật là đổi thông minh. Biết không cách nào khám xét Diệp Thần nhân quả. Thuận tiện lấy hắn những cái kia sư phụ làm trận dẫn. Mà những cái kia tượng đá, sợ rằng cũng hàm chứa Diệp Thần sư phụ bản thể máu tươi. Dưới mắt tới xem, cái này nhuốm máu nhân quả trận tựa hồ mới vừa thi triển, lực lượng còn không có hội tụ. Nhưng chỉ phải có đầy đủ thời gian, nhuốm máu nhân quả trận một khi khởi động, liền sẽ phá vỡ nhân quả và không cách nào khám xét Diệp Thần những ràng buộc. Đến lúc đó Diệp Thần một người có thể phải chịu đựng 49 vị chảm ách cảnh trí cường nhất kích hà. Đáng chết! Vĩnh Hằng Thánh Vương làm sao có thể không tức giận? Diệp Thần là hắn một đường nhìn lớn lên. Ở Diệp Thần ra đời một khắc đó trở đi, hắn liền ẩn núp trong bóng tối xem xét Diệp Thần. Hắn không can thiệp Diệp Thần hết thảy. Chỉ hy vọng Diệp Thần dựa vào mình trưởng thành. Thật vất vả cùng Diệp Thần đi tới Linh Võ Đại Lục, lại không nghĩ rằng. Đụng phải trước mắt sự việc. Một khi thời cơ chín muồi, trận pháp hạ xuống, Diệp Thần căn bản không có thể ngăn cản. Trước làm hết thảy đem công dã tràng. Vĩnh Hằng Thánh Vương lo lắng đi qua đi lại, lần này, hắn không cách nào trợ giúp Diệp Thần. Đây là số mệnh ý định giết người. Thiên đạo cung thật phản kích. Giống như chó điên.
Băng kiếm thánh vương đi tới Vĩnh Hằng thánh vương bên người, Vĩnh lão, tiếp theo nên làm cái gì? Thật ra thì đây cũng không phải là chuyện xấu, chỉ chứng minh những cái kia đại năng không có xảy ra chuyện, một khi đại năng xảy ra chuyện, cái này nhuốm máu nhân quả trận chính là phá hư. Ai, thần quốc vây khốn những cái kia đại năng, lấy là có thể từ nhân quả lên át chế vậy Diệp thần trưởng thành, nhưng không biết những cái kia đại năng và Diệp thần liên lạc, là luân hồi mộ địa đoạn lấy thần niệm. Hiện tại, thần quốc cùng không nổi nữa. Vĩnh Hằng Thánh Vương đột nhiên bước chân dừng lại, uống một hớp rượu, trực tiếp ngồi ở Vạn Kiếm Đế Cung ngưỡng cửa bên trên, ngửa mặt trông lên thương khung, nói cái này cướp chỉ có thể xem Diệp thần và hắn bằng hữu bên cạnh. Băng kiếm khẽ nhíu mày, Diệp thần bằng hữu. Vĩnh Hằng Thánh Vương gật đầu một cái, đối kháng thần quốc, dựa vào Diệp thần một người rất khó, như là bạn của hắn trưởng thành đủ, có lẽ thật có thể chống lại cái này nhuốm máu nhân quả trận. Tiên thiên độc thể Kỳ Lâm, nghịch thiên long mạch Diệp Lạc Nhi, càn khôn thần tộc người cuối cùng Viêm Khôn, ta đã trong bóng tối đào tạo, ta sẽ để cho bọn họ nhanh nhất trưởng thành. Dĩ nhiên những thứ này còn chưa đủ, thằng nhóc kia bên người nha đầu cũng không đơn giản. Tuyệt Hàn Đế Cung cung chủ nắm trong tay tài nguyên và bí mật nhưng mà tương đương với nửa thần quốc. Kỳ Tư Thanh vậy nha đầu, huyết mạch trong cơ thể và trí nhớ của kiếp trước sẽ từ từ thức tỉnh, tiền đồ không thể giới hạn. Còn có rất nhiều hơn không thể coi nhẹ người. Trọng yếu nhất phải, đừng quên, Diệp thần trong cơ thể vậy cái huyết long cùng với đầu kia biến dị thượng cổ sư ma chiến thần. Cái này hai tên, không đơn giản à. Còn có vậy sắp ở linh võ đại lục ma tộc tỉnh lại thượng cổ ma đế. Nếu như tất cả mọi người lực lượng hợp chung một chỗ, phá trận, cũng không phải không thể nào. Dĩ nhiên, còn có một điều cuối cùng đường lui. Nhuốm máu nhân quả trận nhưng mà thần quốc trên lịch sử lần thứ hai thi triển, còn như lần đầu tiên. Vĩnh Hằng Thánh Vương khóe miệng đột nhiên xuất hiện một đạo nụ cười. Băng kiếm Thánh Vương nghĩ tới điều gì, còn người kinh hãi, nói, ngươi là chỉ đạp phá thiên đạo cung, một kiếm chém chết trước một đời cung chủ thằng nhóc kia. Chuyện này là thật, không phải tin vịt. Vĩnh Hằng Thánh Vương gật đầu một cái, thế gian nào có như thế nhiều tin vịt, ngươi lấy là huyệt chống thật có thể tới gió. Băng kiếm Thánh Vương chế trụ nội tâm chấn động, tiếp tục nói, vậy Nhâm tiểu tử chu diệt hết thảy sau đó đi nơi nào? Nếu như hắn ở hoàn toàn có thể giải quyết trước mắt Diệp thần khốn cảnh à? Vĩnh Hằng Thánh Vương cười, thần quốc dĩ nhiên là mệt không ở hắn, bất quá, cục này, là hắn trước nhất bày ra, cũng là hắn nhất tìm được trước ta. Hắn tự nhiên có hắn nguyên do. Về phần đang nơi nào, không phải chúng ta nên biết sự việc. Nếu như thế gian có người biết, đó phải là Diệp thần Gia Gia. Băng kiếm Thánh Vương con ngươi ngưng trọng, đáng tiếc Diệp thần Gia Gia đã bỏ mạng ở TQ, ai? Vĩnh Hằng Thánh Vương cười thần bí, băng kiếm, ngươi giàu gì vậy sống vạn năm, một cái bố trí vạn cổ người, thật như vậy dễ chết. Cho dù chết, thì như thế nào? Băng kiếm Thánh Vương thân thể ngẩn ra, nghĩ tới điều gì, Vĩnh Lão, ngươi nói là ở Hoa Hạ chết đi Gia Gia bất quá là một đạo phân thân. Phân thân và bản thể không quá nhiều khác biệt. Chỉ bất quá thực lực sẽ yếu hơn bản thể. Đây là duy nhất giải thích. Vĩnh Hằng Thánh Vương cầm bầu rượu lên, bắt đầu ngâm thơ. Khế khoát tử sinh quân mạc vấn, hành vân lưu thủy nhất cô tăng. Vô đoan cuồng tiếu vô đoan khốc, túng hữu hoan tràng dĩ tự băng. Mà lúc này, đảo phi lôi bãi cát bên trên, đang có không ít nam nam nữ nữ, ở lẫn nhau cười nói. Đột nhiên bây giờ, bọn họ đều bị vậy trong mây mù dị tượng hấp dẫn. Trên mặt đều không khỏi được hiện ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết, đây là đại trận mở ra dấu hiệu à. Chẳng lẽ, thật có người lớn như vậy dám can đảm mạnh xông ngày này thần buổi đấu giá. Cách đó không xa trên mặt biển, vang lên phốc thông một tiếng, một bóng người, rơi vào trong biển. Bọn họ thấy rõ, vậy hình như là phòng đấu giá thiên thần phụ trách tiếp đãi người chứ. Lúc này, Từ Thắng và Tống Nhu vậy đứng ở nơi này bãi biển bên trên. Từ Thắng trong tay, cầm một quả đưa tin ngọc phù, đang mặt nở nụ cười hỏi, người xác định, cái đó Diệp thần, thật tiến vào. Ngọc phù bên trong, truyền ra một cái giọng cung kính nói, ưng. Nhỏ ở đảo Phi Lôi bên ngoài đợi đã mấy ngày, ngay vừa mới rồi chính mắt nơi gặp. Được, ta biết. Từ Thắng cắt đứt ngọc phù truyền tin.
quay đầu hướng về phía một bên Tống Nhu cười nói, xem ra, chúng ta vị này Diệp công tử, thật đúng là có thể gây phiền toái à. Hắn biết trước mắt dị tượng, cùng vậy rơi xuống biển bóng người, đều nói minh Diệp thần cùng phòng đấu giá thiên thần phát sinh xung đột. Còn như Diệp thần đánh bại tên kia phòng đấu giá thiên thần nhân viên làm việc, Từ Thắng cũng không có để ở trong lòng. Nói cho cùng, vậy chẳng qua là một cái giữ cửa tầng dưới chót nhân vật mà thôi, đổi lại là hắn vậy có tự tin đem đánh bại. Hắn nhìn vậy phong lôi dũng động mây mù, mang trên mặt một chút giễu cợt nụ cười, có chút cân nhắc nói. Diệp công tử, người có thể đừng nhanh như vậy liền chết tại đây đại trận bên trong à. Như vậy, bổn công tử cũng không thể hả giận. Bổn công tử, nhưng mà vì ngươi an bài không thiếu tiết mục. Lúc này, một người nhìn như hơn 30 tuổi, màu da hơi đen, hốc mắt lõm sâu, vóc người gầy nhom, bộ xương lại hết sức cao lớn nam tử, đang ngưng mắt nhìn vậy sấm chớp rền vang mây mù, thần sắc có chút âm trầm. Ở chân hắn bên, nằm một người cả người ướt đẫm hôn mê nam tử, chính là mới vừa rồi bị hắn từ hải lý vớt lên Chu Siêu. Mặc dù, Chu Siêu bất quá là một tên phế vật, nhưng là cũng là hắn thần quốc phế vật à. Hơn nữa còn là hắn quan thâm thủ hạ. Lại có người linh võ dám đối với hắn ra tay. Đây là không cầm thiên thần buổi đấu giá, không đem thần quốc, không đem mình coi vào đâu à. Theo lý mà nói hiện tại hắn hẳn dừng lại đại trận, xem ra người rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng, quan thâm lại không có làm như vậy. Mà bãi biển bên trên, tới tham gia buổi đấu giá người, vậy bắt đầu nghị luận. Vậy đại trận, là mở ra sao? Theo ta biết, cửa này đại trận tên là Thiên Vân Lôi Long Trận. Là một môn thượng cổ trận pháp à, không chỉ có phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn, hơn nữa uy lực vậy hết sức không tầm thường. Thái hư sơ kỳ đều phải sợ hãi, người ở bên trong, thảm. Ha ha, nào chỉ là thảm, cũng không biết là ai, như vậy rốt nát và người thần quốc nổi lên mâu thuẫn, còn cầm người ta đả thương. Hiện tại đại trận không có dừng lại ý kiến. Hiển nhiên hắn đã chọc giận người phòng đấu giá thiên thần. Hi hi, vậy hắn nhất định phải ăn không ít đau khổ, cái này Thiên Vân Lôi Long trận cũng không có tốt như vậy đi ra ngoài. Coi như hắn có thể ngăn cản trong đó để cho phong môn tồn tại cũng lớn cảm khó giải quyết, hơn nữa vô cùng vô tận công kích, muốn tìm được lối ra cũng là muôn vàn khó khăn à. Chịu khổ một chút, ta xem à, hắn coi như bị kẹt đến buổi đấu giá kết thúc, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, hơn nữa. Cho dù hắn có thể tại đại trận bên trong kiên trì lâu như vậy, căn cơ vậy khẳng định bị hao tổn đi. Một người nam tử tay cầm quạt xếp, một bộ trí châu nắm hình dáng, thề thành khẩn nói, không sai, căn cứ ta suy tính, người này, ít nhất cũng phải một ngày thời gian mới có thể phá ra đại trận này. Có thể hắn nói cũng vẫn chưa nói hết, ngay tại lúc này, vậy trong mây mù, đột nhiên giống như là sôi trào vậy, kịch liệt lăn lộn, sau đó, phá vỡ một cái lỗ thủng to. Lỗ lớn bên trong, kim quang chớp mắt, thì có hai bóng người, rơi vào bãi biển bên trên. Một đám linh võ thế lực cao cấp công tử, tiểu thư, đều trợn tròn mắt. Hơn nữa, bọn họ chú ý tới, Diệp Thần và Trần Chi Phàm, tu vi cao nhất cũng bất quá là tinh khiếu đỉnh cấp tu vi à. Liền phong môn cảnh đều không chạm đến à. Đây chính là, thượng cổ thần quốc trận pháp Thiên Vân Lôi Long trận à. Hiện tại, mới qua bao lâu? Một phút, người này, liền phá vỡ đại trận, vẫn là một người tinh khiếu võ giả. Cái này, đơn giản là lật đổ bọn họ suy nghĩ. Liền giống như ngươi đột nhiên bây giờ bị một cái võ trang đầy đủ quân đội bao vây, mà ở trên tay ngươi, chỉ lấy một cây dao găm. Không có ai sẽ cho rằng ngươi có thể phá vòng vây ra chứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sự thật chính là, Diệp Thần xài không tới một phút thời gian. Liền sắc mặt ung dung từ trong đó đi ra. Tựa như cái này thần cấp đại trận giống như không có tác dụng vậy. Liền Từ Thắng, cũng là ánh mắt nhỏ tránh sắc mặt ngưng trọng liền một ít. Diệp Thần và Trần Chi Phàm mới vừa rơi xuống đất, trước mắt liền thoáng qua một bóng người. Quan Thâm xách Chu Siêu thân thể, nhét vào Diệp Thần và Trần Chi Phàm trước mặt nói, người này là các ngươi đả thương. Diệp Thần nhìn Chu Siêu một mắt, nhàn nhạt nói, là ta. Quan Thâm ngưng mắt nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, người ngược lại là rất lỗi lạc à. Người biết đối với chúng ta phòng đấu giá thiên thần nhân viên làm việc tùy ý ra tay, sẽ là kết quả gì không?
Diệp Thần cười mỉa nhìn Quan Thâm nói. Kết quả gì? Chúng ta là các người phòng đấu giá thiên thần mời tới quý khách, mà đây người đâu? Không chỉ có ngăn cản chúng ta tiến vào đảo Phi Lôi, hơn nữa còn chủ động yêu cầu để cho ta tiếp hắn một chiêu. Ha ha, có thể ta không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh phòng đấu giá thiên thần nhân viên làm việc, thực lực nhưng như thế rác rưởi à? Một chiêu, liền bị ta đánh thành cái bộ dáng này. Còn nói gì tiếp hắn một chiêu? Ý ngươi là nói chỉ cho phép chúng ta người linh võ bị các ngươi đả thương, không cho phép chúng ta đánh lại sao? Chẳng lẽ ngươi xem thường chúng ta người linh võ? Diệp Thần không có tận lực hạ thấp giọng, trên bờ biển tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Mà Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ánh mắt liền soạt một tiếng, toàn bộ tập trung vào Quan Thâm trên mặt. Những người này mặc dù đều là linh võ thế lực cao cấp, rất nhiều người làm người cũng khá là ngang ngược ngạo mạn. Trong mắt không người, nhưng bọn họ dẫu sao vẫn là người linh võ đại lục à. Người linh võ, chính bọn họ có thể xem thường đối phương, nhưng là, nếu như người thần quốc công khai xem thường tất cả người linh võ. Ha ha, xin lỗi, cho dù là những thứ này công tử nhà giàu, cũng có kiêu ngạo, cốt khí. Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này thần cấp đại trận bên trong, hẳn là có ghi chép phát sinh chuyện chức năng chứ. Ngươi nếu không tin ít có thể đi điều tra một chút ghi chép. Diệp Thần mặt mỉm cười nói. Cái này Quan Thâm tu vi rất cao, hoàn toàn không phải Chu Siêu như vậy nhân vật nhỏ có thể so sánh, đã đạt đến thái hư tu vi, ở nơi này phòng đấu giá thiên thần bên trong, vậy coi là có một ít thân phận địa vị. Hắn ngược lại không phải sợ cái này Quan Thâm, bất qua tiến một bước trầm trọng hơn mâu thuẫn nói, hắn thật có khả năng bị thiên thần buổi đấu giá đuổi ra đảo Phi Lôi. Đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Mà lúc này Quan Thâm sắc mặt, đã là vô cùng là cực kỳ khó coi, hắn lặng lẽ nhìn lướt qua quanh mình sắc mặt của mọi người, đắc tội một hai người linh võ, không coi vào đâu, nhưng nếu là đồng thời đắc tội nhiều người như vậy, cho dù là hắn vậy khẳng định sẽ phải chịu ở trên nghiêm khắc trách phạt à. Vậy ngay tại lúc này, một đạo nũng nịu giọng nữ, đột nhiên ở Quan Thâm sau lưng vang lên nói, Quan tiền bối. Bọn họ là nhà chúng ta công tử bằng hữu, có thể hay không xem ở chúng ta công tử mặt mũi không nên so đo đâu. Quan Thâm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, quay đầu hướng sau lưng nhìn, chỉ gặp một người mặt mũi vô cùng là nũng nịu cô gái đứng ở hắn sau lưng. Cô gái này hắn biết, là linh võ gia tộc cao cấp Từ Thắng mang tới người phụ nữ. Từ Thắng vừa mới đến cái này đảo Phi Lôi lúc liền mời hắn uống qua rượu. Mặc dù... hắn và Từ Thắng cũng không coi là có giao tình gì, bất quá lúc này không phải vừa vặn mượn lừa xuống dốc sao. Hắn lúc này mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nếu là từ công tử mặt mũi, ta vẫn là cho, bất quá chức trách chỗ, ta vẫn là phải kiểm tra một chút thân phận của hai người này. Tống Nhu cười nói, đó là tự nhiên, Quan tiền bối xin cứ tự nhiên. Quan Thâm làm bộ kiểm tra một lần tín vật cùng với bước lên huyền bảng tư liệu, sau đó sừng sộ lên. Gật gật đầu nói, rất tốt, không thành vấn đề, xem ra là có cái gì hiểu lầm, chuyện này cứ định như vậy đi. Dứt lời, liền xách Chu Siêu thân thể, xoay người rời đi. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nhìn Tống Nhu, vị này từ công tử, thật là thủ đoạn à. Hắn để cho người đàn bà này tới khuyên và, không chỉ có ở một đám nhân vật nổi tiếng cao cấp trước mặt, tăng mặt mũi của mình, hơn nữa có thể nói là đồng thời bán cho Diệp Thần và Quan Thâm một cái ân huệ. Hơn nữa, cái này Quan Thâm chỉ cần không phải là kẻ ngu, thì không thể vào lúc này cự tuyệt hắn. Đây là, Tống Nhu đi tới Diệp Thần trước người, hướng về phía Diệp Thần lộ ra một nụ cười quyến rũ cho nói, gặp qua hai vị công tử, ta kêu Tống Nhu. Diệp Thần gật đầu một cái, đáp đa tạ Tống cô nương lên tiếng tương trợ, ta là Diệp Thần. Mà Trần Chi Phàm, nhìn chằm chằm Tống Nhu mặt đẹp, nhưng là hơi sững sờ, trong chốc lát không nói gì. Phàm ca, Diệp Thần không khỏi được có chút quái dị nhìn Trần Chi Phàm một mắt, Phàm ca chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, vừa ý cô gái này, mặc dù, hắn biết Trần Chi Phàm không phải sẽ vì như vậy cô gái thất thần người, nhưng là, đáy lòng cũng không khỏi được có chút buồn cười. Không phải hắn xem thường cái này Tống Nhu, chỉ là, cô gái này quá kiều mị. Hơn nữa, vẫn là như vậy đã đi sâu vào trong thân thể kiều mị. Mặc dù, Tử Ngưng sư tỷ nhìn như vậy là đặc biệt nhu mì, mê người, thậm chí, so Tống Nhu còn muốn nhu mì rất nhiều. Nhưng là,
Diệp Thần biết rất lớn một phần chia nguyên nhân là bởi vì là tử ngưng thể chất, trên bản chất tử ngưng nhưng mà nói là đặc biệt thuần túy, sạch sẽ cô gái. Còn là một vị không kinh nhân sự xử nữ. Mà đây Tống Nhu đâu? Nàng nhưng mà không có gì thể chất đặc thù, như vậy loại mị chỉ có thể là hậu thiên rèn luyện ra. Làm sao rèn luyện, không cần phải nói quá nhiều chứ. Diệp Thần đối với như vậy cô gái, mặc dù không có cái gì thành kiến, dẫu sao chỉ là một người lựa chọn thôi, nhưng không có ai thích mặc người khác xuyên qua giày, không phải sao. Đặc biệt là đối với người đàn ông mà nói. Trần Chi Phàm cái này mới phản ứng được, thần sắc lúng túng hướng về phía Tống Nhu nói, người tốt, ta kêu Trần Chi Phàm, cảm ơn. Tống Nhu mỉm cười nói, không cần cảm ơn ta, đều là chúng ta ý của công tử, đúng rồi, các ngươi hẳn còn chưa biết dừng chân chỗ chứ. Vốn là sẽ có thiên thần buổi đấu giá nhân viên làm việc dẫn các ngươi đi trước, nhưng là, người cũng biết chuyện phát sinh mới vừa rồi, không bằng ta mang các ngươi đi qua đi. Diệp Thần gật gật đầu nói, cũng tốt, làm phiền Tống cô nương. Tiếp theo, Tống Nhu liền dẫn Diệp Thần cùng Trần Chi Phàm, hướng phòng đấu giá thiên thần là tham gia buổi đấu giá người, xây ở trên hải đảo lầu các bước đi, rất nhanh bọn họ liền đến một nơi mọc như rừng vô số tinh mỹ lầu các, chung quanh còn bồng bềnh nhàn nhạt mây mù, sáng mờ lập lòe, giống như tiên cảnh chỗ. Không thể không nói, bỏ mặc những thứ này người thần quốc trong lòng là định thế nào người linh võ. Mặt ngoài công phu làm phải trả coi là đặc biệt thích hợp. Những thứ này gác lửng, cho dù là Diệp Thần chợt vừa thấy được, cũng không khỏi không xúc động hắn tinh mỹ rất khác biệt. Hắn ở linh võ đại lục bên trên vậy có thể nói là kiến thức rộng, tất cả loại kiến trúc phong cách cũng gặp qua, lại không có một loại, ở tinh mỹ ưu nhã lên, có thể so với phòng đấu giá thiên thần kiến tạo lầu các. Tống Nhu dẫn Diệp Thần cùng Trần Chi Phàm, chọn lựa một nơi gác lửng ở. Diệp Thần mới vừa tiến vào gian phòng của mình bên trong, chuẩn bị tính tọa điều tức một phen, khôi phục một chút mới vừa rồi phá trận ra lúc tiêu hao. Ngoài cửa, liền đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Diệp Thần chân mày khều một cái, mở cửa phòng ra. Đứng ở ngoài cửa, chính là mới vừa rồi tên kia đàn bà kiều mị, Tống Nhu. Diệp Thần có chút nghi ngờ hỏi, Tống cô nương, ngươi còn có chuyện gì không? Tống Nhu mặt đẹp bên trên hiện ra một cái có chút bị thương vẻ mặt nói, Diệp công tử, người trước không để cho ta đi vào sao? Diệp Thần hơi sững sờ, bên mở thân nói, xin lỗi. Mặc dù, hắn đối với Tống Nhu không có đặc biệt ý tưởng khác, nhưng là bất kể nguyên nhân là cái gì, Tống Nhu mới vừa rồi dẫu sao trợ giúp qua hắn. Diệp Thần từ trước đến giờ là một người ân oán phân minh, tự nhiên vậy sẽ lấy lễ đối đãi. Mà Tống Nhu đi qua Diệp Thần bên người lúc đó, cũng không biết là cố ý, hay là vô tình, thân thể vô cùng là gần sát Diệp Thần, hắn trước ngực đối với mềm mại, như có như không ở Diệp Thần trên cánh tay kỳ kèo một chút. Diệp Thần con người co giúp một cái, có chút cổ quái nhìn một cái Tống Nhu vậy thướt tha, lồi lõm thích thú, vô cùng là chọc giận hình bóng. Hắn mặc dù đối với Tống Nhu không có ý gì, nhưng hắn cũng là một bình thường người đàn ông à. Tống Nhu dung mạo có thể so với Tử Ngưng, Kỳ Thư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Sở Doanh những thứ này mỹ nữ tuyệt thế, còn phải kém hơn một chút, nhưng vậy vượt xa linh võ đại lục 99% thiếu nữ. Hơn nữa, chỉ riêng từ cám dỗ phía trên nói, đối với người đàn ông lực sát thương, còn muốn lớn hơn một chút. Tống Nhu một tiến vào trong phòng, lại là khá là tùy ý ngồi ở Diệp Thần trên giường nhỏ, một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên mép giường, chống lên mình thân thể. Bày ra một cái khá là lười biếng, vậy tản ra cám dỗ tư thế nhìn Diệp Thần, mặt đẹp bên trên mỏng nhỏ đôi môi hé mở, nhỏ hơi nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt quyến rũ như tơ. Diệp Thần nhìn Tống Nhu, nhướng mày một cái, đứng ở trong phòng không nhúc nhích. Loại trạng huống này, hắn không dám đi được quá gần à. Tại sao? Chỉ một cái chữ, lẳng lơ. Chân thực quá rối loạn à. Mà Tống Nhu... Đây là nhưng mỉm cười nói, thế nào, Diệp công tử? Đến gần điểm nha, ta có lời và ngươi nói. Ách, có lời gì, liền nói như vậy. Diệp Thần chân thực có chút làm không rõ ràng, cô gái này, kết quả muốn làm gì? Chẳng lẽ, là đối với mình vừa thấy đã yêu, mình vậy không làm gì à? Mà Tống Nhu, nhưng là có chút ủy khuất mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, Diệp công tử, cứ như vậy không thích Nhu Nhi sao? Ta lại sẽ không ăn người,
liền đến gần điểm, cũng không thể được sao. Cái này, Diệp Thần do dự một chút, vẫn là đến gần một ít nói, như vậy, có thể chứ? Tống cô nương ngươi có chuyện gì không? Vẫn là, thân thể không thoải mái. Hắn cảm thấy, Tống Nhu sở dĩ như vậy, không phải đầu óc có tật xấu, có thể, chính là trên người có tật xấu. Hắn còn không có tự luyến đến nhận là mị lực của mình lớn đến cái đó bước. Tống Nhu nhưng lại yêu mị cười một tiếng nói, Diệp công tử, cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Nhu Nhi trên mình quả thật có chút không thoải mái, Diệp công tử, có thể giúp ta xem sao. Diệp Thần cười khổ nói, cái này, có chút không tiện chứ. Thân thể không thoải mái, hay là đi xem bác sĩ cho thỏa đáng, hơn nữa, Tống cô nương, người hẳn là từ công tử người phụ nữ chứ. Tống Nhu nghe vậy, mặt đẹp bên trên thần sắc biến đổi, cũng có chút thu liếm, trong chốc lát có chút trầm mặc. Diệp Thần cũng cự tuyệt đến mức này, nàng biết nói thêm gì nữa, cũng vô ích, chỉ có thể tự rước lấy thôi. Thấy Tống Nhu thần sắc, Diệp Thần biết mình nói có chút làm bị thương nàng, không khỏi được gãi đầu một cái nói, Tống cô nương, người vẫn là nói một chút, rốt cuộc có chuyện gì đi. Tống Nhu do dự một chút, vẫn là cúi đầu nói, thật ra thì, ta là muốn mời Diệp công tử cùng ta tham dự một cái tử hội. Ngươi muốn, Diệp Thần cười mỉa nói, là từ công tử muốn chứ. Tống Nhu còn muốn giải thích rõ, Diệp Thần nhưng đưa tay ra trận lại nói, không cần nói thêm cái gì, rượu này sẽ ta sẽ không đi. Hắn vốn là không thích lắm cái này loại cái gọi là nhà giàu có tiệc rượu, nếu như cái này từ công tử lấy bình thường thủ đoạn tiến hành mời nói, xem ở Tống Nhu lên tiếng tương trợ phân thượng, hắn có thể còn sẽ đáp ứng. Nhưng là, hiện tại lại để cho người phụ nữ mình đưa cho hắn chơi ngón này. Coi như cái này từ công tử không phải trong lòng không ý tốt, vậy nhân phẩm của hắn Diệp Thần vậy chân thực coi thường. Loại rượu này sẽ, có cần phải tham gia sao? Tống Nhu nghe vậy, sắc mặt lại là một hồi trắng bệch, nhìn Diệp Thần, một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Mà Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, không chút nào thay đổi chủ ý kiến nói, tốt lắm, Tống cô nương, xin trở về đi. Tống Nhu đành phải đứng dậy, bước chân trầm trọng hướng cửa đi ra ngoài, nàng biết mình chưa hoàn thành từ thắng giao phó sự việc, cứ như vậy trở về, kết quả nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đúng rồi. Diệp Thần đột nhiên lại mở miệng gọi lại Tống Nhu. Tống Nhu vội vàng chuyển người qua tới, mặt đẹp bên trên, tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhưng chỉ là một bên cho mình rót một ly linh trà, một bên xem vậy không xem Tống Nhu, nhàn nhạt nói, tốt tim nhắc nhở ngươi một câu, vậy cái gì từ công tử, ngươi vẫn là sớm từ hắn bên người rời đi đi, đợi lâu, đối với ngươi không có chỗ gì hay. Tống Nhu trong con ngươi xinh đẹp, thoáng qua một hồi thất vọng. Miễn cười gượng nói, đa tạ Diệp công tử nhắc nhở, Nhu Nhi nhớ. Dứt lời, xoay người rời đi. Rời đi, cách được mở sao, nàng coi như có thể rời đi từ thắng, nhưng cái này xa hoa lối sống, đã hoàn toàn bắt nàng, lại cũng không trở về được từ trước, coi như rời đi cái này từ thắng, nàng cũng muốn đi tìm một chút một cái từ thắng chứ. Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn cảm thấy Tống Nhu bản chất không hề xấu xa. Chỉ tiếc gặp được người sai lầm, không nhịn được cám dỗ, làm trễ nãi mình, bây giờ muốn quay đầu rất khó. Mà Tống Nhu rời đi Diệp Thần gian phòng sau đó, liền hướng gác lửng bên ngoài một cái hướng khác đi. Tiệc rượu, hiện tại đã kém không nhiều muốn bắt đầu chứ. Nàng cũng nên đi qua, hy vọng ở tiệc rượu bên trên, từ thắng sẽ không bởi vì nàng không mời tới Diệp Thần, mà quá mức trách phạt nàng đi. Nhưng là, Tống Nhu không có phát hiện. Một cái bóng lẳng lặng đi theo sau lưng nàng. Rất nhanh, Tống Nhu liền xa xa nghe được trước mặt truyền đến một hồi cười vui, lời nói tiếng. Lại đi vào một ít, liền thấy một tòa đơn độc xây xong xa hoa cung điện, xuất hiện ở trước mắt. Bên trong, truyền ra một hồi đậm đà rượu thơm cùng với các nhân vật nổi tiếng lời nói cười vui. Tống Nhu đi vào, mới vừa bước vào bên trong cung điện, liền nghe được một người con trai tiếng kêu. Nhu Nhi. Ngươi tới rồi, tới đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Tống Nhu thân thể mềm mại run lên, đó là Từ Thắng thanh âm. Nhưng là, nàng không thể không mạnh chống lên một nụ cười, hướng Từ Thắng chỗ ở đi về phía. Từ Thắng trên mặt, mặc dù còn duy trì mỉm cười, ánh mắt bên trong, nhưng là hàn mang lóe lên. Hắn, không nhìn thấy Diệp Thần.
Cái này đồ đê tiện liền chút chuyện này cũng không làm xong. Nhìn Từ Thắng thần sắc, Tống Nhu tim đều phải nhảy ra ngoài. Từ Thắng hướng về phía bên cạnh một người sắc mặt trắng nõn, khá là mập mạp, mặt đầy hung dữ, cặp mắt ti hí bên trong, lóe lên sắc muốn nam tử cười nói, hướng công tử, đây là bạn của ta, tên là Tống Nhu, là Bạch Nguyên Tông con gái của tông chủ. Hướng công tử ha ha cười một tiếng, hướng về phía Tống Nhu đưa ra một cái tay nói, ngươi tốt, Tống tiểu thư, ngươi lớn lên thật đúng là đẹp, hấp dẫn à, hì hì hắc, Từ huynh ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn à, để cho ta nhìn thật hâm mộ ngươi à. Tống Nhu mắt đẹp bên trong, mơ hồ thoáng qua vẻ chán ghét vẻ, nhưng vẫn là hào phóng đưa tay ra, nắm hướng công tử tay, nhưng mà một khắc sau, nhưng là mặt đẹp một trắng, cầu cứu tựa như được nhìn về phía một bên Từ Thắng. Cái này hướng công tử, lại không chút kiêng kỵ xoa bóp lên Tống Nhu một cái tay nhỏ, hơn nữa mặt béo phì trên thần sắc vô cùng thô bỉ. Nhưng lúc này Từ Thắng, nhưng là xem không nhìn thấy vậy, không để ý chút nào tiếp tục nói, Nhu Nhi, vị này chính là linh võ đại lục gia tộc cao cấp một trong Nam Cảng hướng gia nhị thiếu gia, hướng biển, còn đứng ngây ở đó làm gì, không hướng công tử mời rượu. Những rượu này cũng đều là cực phẩm nha, bình thường ngươi cả đời cũng không có cơ hội uống được. Tống Nhu đây là, trong lòng đã một phiến lạnh như băng, có thể nàng vẫn là phải cố gắng duy trì mỉm cười, liền chút nào bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra, lúc này nói đến mời rượu, Tống Nhu mới dám dùng sức đưa tay từ hướng biển trong tay rút ra, bưng lên trên bàn hai ly linh tửu, đem bên trong một ly, đưa cho hướng biển, hướng về phía hướng biển cười nói. Hướng công tử, Nhu Nhi kính ngươi một ly. Sau đó, cầm trong tay linh tửu, uống một hơi cạn sạch. Một ly linh tửu vào cổ họng, Tống Nhu mặt đẹp, lập tức tăng đỏ lên. Bước chân đều là hơi lay động. Tống Nhu mặc dù tu vi vậy coi là còn có thể, đạt tới tinh khiếu cảnh, nhưng cái này chút linh tửu cũng không phải là thông thường linh tửu à. Đặc biệt mãnh liệt. Nàng nếu như từ từ phẩm, còn có thể, giống như vậy uống một hơi cạn sạch. Lấy nàng tu vi, là không chịu nổi. Mà hướng biển đâu, chỉ là hơi nếm một cái. Liền mỉm cười nhìn Tống Nhu. Lấy Tống Nhu thân phận, loại trường hợp này, hắn tự nhiên không thể nào thật cùng nàng uống. Mà Tống Nhu, hít sâu mấy cái, mới miễn cưỡng giữ ở mình tinh thần, linh tửu này, quá đáng sợ. Vừa vào miệng, liền hóa thành vô cùng là linh khí nồng nặc, ở nàng kinh mạch bên trong cuồng trào, thậm chí đều đưa nàng kinh mạch chống đỡ được mơ hồ cảm giác đau đớn. Cũng may, nàng chỉ uống một ly. Nếu như uống nhiều mấy ly nói, liền mình kinh mạch, cũng có thể nổ tung, căn cơ đều có thể bị tổn thương chứ. Ngay tại Tống Nhu mới vừa miễn cưỡng đem trong cơ thể bùng nổ linh khí chấn áp xuống lúc đó, một bên Từ Thắng nhưng là thần sắc lạnh như băng nhìn hắn, lạnh giọng nói Tống Nhu, ngươi chính là như thế cùng hướng công tử uống rượu sao? Tống Nhu sắc mặt biến đổi nói, ách, Từ công tử, ta thế nào sao? Thế nào, Từ Thắng đôi mắt híp lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nhu, bỗng nhiên lớn tiếng quát lên, còn làm sao? Ngươi coi mình là cái thứ gì? Và hướng công tử thân phận có thể so sánh sao? Ngươi mời hướng công tử một ly rượu, mình liền cũng chỉ uống một ly. Ha ha, ngươi đây không phải là đang vũ nhục hướng công tử sao? Từ Thắng lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ, cũng cười mỉa hướng Tống Nhu xem ra, trong mắt của bọn họ đều là nghiền ngẫm. Buồn cười, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Loại tràng diện này, bọn họ gặp nhiều, nói liếc, xem Tống Nhu loại thân phận này không đủ cô gái, cưỡng ép chen vào bọn họ vòng bên trong cũng chỉ có thể làm một dùng để giải trí đồ chơi thôi. Bọn họ bên trong, không có một người trong mắt, mang chút nào thương hại, càng không có một người muốn lên tiếng trợ giúp Tống Nhu. Ai sẽ đáng thương một cái đồ chơi? Tống Nhu cắn chặt môi. Nàng biết Từ Thắng đây là đang trừng phạt mình không có đem Diệp Thần mang đến, cho nên cố ý ở những nhà giàu có này công tử trước mặt, để cho nàng mất thể diện. Nếu như Từ Thắng ở loại trường hợp này, ngoài mặt có thể thật tốt đối đãi nàng, như vậy, những người khác coi như trong lòng không coi trọng nàng, vì Từ Thắng mặt mũi, vậy sẽ đối với nàng lấy lễ đối đãi. Bây giờ thế nào? Nàng biết, mình chỉ cần ở trước mặt những người này bêu xấu một lần. Liền vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, cả đời cũng chỉ có thể được đồ chơi giống vậy đãi ngộ. Nhưng là, nàng còn chưa được không uống. Cho dù lại uống một ly, thì có thể làm bị thương nàng kinh mạch.
Bởi vì nàng biết, hiện tại không uống, chính là không cho Từ Thắng mặt mũi, mà không cho Từ Thắng mặt mũi, nàng kết quả có thể so với trở thành một cái đồ chơi, muốn thê thảm vô số lần. Khi đó, liền chết, đối với nàng mà nói, đều biết tính là một loại giải thoát chứ. Nàng sợ, phát ra từ nội tâm sợ. Vì vậy, Tống Nhu đưa ra một cái tay, run rẩy, lại một lần nữa giơ lên một ly linh tửu. Nàng ngưng mắt nhìn trong tay linh tửu, thật là, giống như là ở xem một ly độc dược như nhau à. Có lẽ, nếu là độc dược, còn tốt hơn một chút đâu. Mọi người đều biết, kinh mạch toàn thân bị linh khí căng bể cảm giác, nhưng mà đau đến không muốn sống à. Làm sao, uống à, Từ Thắng cân nhắc nhìn Tống Nhu nói, đừng quên để tỏ lòng đối với Hướng công tử lễ phép, người muốn uống một hơi cạn sạch nha. Tống Nhu hít sâu một hơi, cầm trong tay linh tửu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Linh tửu vừa xuống bụng, Tống Nhu chính là chợt liền lùi lại ba bước, bước chân vô cùng lay động, cả thân da, đều bắt đầu ửng đỏ. Nàng hiện tại, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy phí sức à. Vô tận linh khí, ở nàng kinh mạch bên trong nổ tung, toàn thân cao thấp đều là vô cùng thống khổ, cả người hơi thở cũng vô cùng rối loạn, bất quá, một hồi vùng vẫy sau đó. Tống Nhu dựa vào mình coi như không tệ căn cơ, coi như may mắn đem cái ly này linh tửu linh khí, áp chế xuống. Nàng hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu là có thể đến đây chấm dứt mà nói, như vậy không chỉ có đối với nàng thân thể sẽ không có tổn thương gì, ngược lại, có thể coi như là đại bổ, có chỗ tốt không nhỏ. Trở về sau đó, đem linh khí này hoàn toàn luyện hóa, nói không chừng đều có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là... Những cái kia nhà giàu có con em, nhưng là phát ra một tiếng thất vọng hít hà. Đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy kết quả à. Bọn họ muốn thấy được, Tống Nhu bởi vì thống khổ mà lăn lộn đầy đất, cầu xin tha thứ, giống mẹ chó như nhau liếm bọn họ chân, cầu bọn họ thả qua mình dáng vẻ, như vậy mới có ý tứ. Mà ngay lúc này, một bóng người, đi vào cung điện này bên trong. Lính gác cửa, nhìn người nọ một mắt, nhấc tay một cái. Tựa hồ muốn đưa tay ngăn trở, có thể suy nghĩ một chút, nhưng lại buông xuống. Mà người này, lại là Trần Chi Phàm. Tên lính gác kia, lúc ấy cũng ở đây bãi biển bên trên, thấy được Tống Nhu nói Trần Chi Phàm và Diệp Thần là Từ công tử bằng hữu. Cho nên, hắn không dự định ngăn trở. Mà Trần Chi Phàm tiến vào cung điện sau đó, liền thẳng hướng Tống Nhu chỗ ở vị trí đi tới. Lúc này, Tống Nhu nâng lên mặt. Miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười, hơn nữa ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn về phía Từ Thắng, muốn nói gì. Có thể Từ Thắng nhưng là mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn hắn, không mang theo chút nào cảm tình nói, tiếp tục uống, ta để cho ngươi dừng lại sao. Tống Nhu tim, hoàn toàn trắng bệch, mắt đẹp bên trong, nước mắt lởn vởn, vô cùng tuyệt vọng. Lại uống một ly, nàng cũng chưa có bất kỳ có thể đem vậy cuồng bạo linh khí chế trụ à. Nàng kinh mạch nhất định sẽ bị căng bể. Nàng ở Từ Thắng bên người vậy đợi 2-3 năm, vốn cho là Từ Thắng sẽ đối với bản thân có như vậy dù là từng tia cảm tình. Có thể bây giờ nhìn lại, không có, một chút cũng không có. Mình ở hắn trong mắt, thì thật triệt để là một cái đồ chơi thôi. Tống Nhu thương tâm muốn chết, lại không thể không lần nữa đưa tay ra, bưng lên một ly chí mạng linh tửu, mặt đẹp bên trên tràn đầy thống khổ. Bi ai vẻ, thì phải đem ly kia linh tửu uống vào. Nhưng vào lúc này, một cái tay, đưa ra ngoài. Một cái tay của đàn ông. Ở Tống Nhu cực kỳ nhất tuyệt vọng thời khắc, cái tay này, bắt được Tống Nhu cổ tay. Trong nháy mắt, thời gian tựa như đều phải dừng lại. Tống Nhu quay đầu nhìn, không khỏi lấy làm kinh hãi. Người này, lại là cái đó và Diệp Thần cùng nhau tới trước nam tử. Hắn tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hắn muốn làm gì? Vô số nghi vấn, trào hiện tại Tống Nhu trong lòng. Mà Trần Chi Phàm, nhưng không có nói gì nhiều, chỉ là đoạt lấy Tống Nhu ly rượu trong tay, đồng thời, đem ly rượu kia uống một hơi cạn sạch. Yên lặng, như chết yên lặng, một đám công tử nhà giàu, cũng cân nhắc nhìn đột nhiên này xuất hiện Trần Chi Phàm. Bọn họ biết, lại có trò hay để nhìn. Tên này cho tới bây giờ chưa từng thấy tinh khiếu võ giả, không khác nào là đánh Từ Thắng mặt à. Mà Từ Thắng diễn cảm nhưng lộ vẻ được có chút nghiền ngẫm, bởi vì người này hắn vậy nhận ra, là cùng Diệp Thần cùng nhau tới trước người nọ.
Trần Chi Phàm nhìn Từ Thắng, nhàn nhạt nói, Từ công tử. Đa tạ ngươi ở trên bờ biển, là chúng ta giải vây, ta kính ngươi một ly. Đồng thời, hắn nhìn lướt qua Tống Nhu, truyền âm nói, đi tìm Diệp Thần. Lấy Từ Thắng tu vi, Trần Chi Phàm mặc dù là truyền âm nói, nhưng là hắn vẫn là nghe được, bất quá hắn chỉ là mặt mỉm cười, cũng không có ngăn cản. Để cho Diệp Thần tới, không phải là hắn mục đích chỗ sao? Tống Nhu do dự một hồi, nhìn Trần Chi Phàm mặt, không khỏi trong lòng dâng lên một hồi lo lắng, lúc này mặt hiện kiên quyết vẻ, hướng phía ngoài cung điện, chạy như bay. Từ Thắng gặp Tống Nhu rời đi, mỉm cười nói ừ. Gọi là Trần Chi Phàm, Trần công tử đúng không? Xem ra, Trần công tử mới vừa rồi, rất miệng khát à. Liền Tống Nhu trong tay ly rượu kia, đều bị ngươi đoạt lại uống. Ừ, nếu như vậy, không bằng uống nhiều mấy ly như thế nào. Nếu không, Diệp huynh một hồi tới, được trách chúng ta không hiểu đạo đãi khách liền phải không? Diệp Thần không biết cái này Từ công tử là ai, không đại biểu Trần Chi Phàm cũng không biết. Trần Chi Phàm không chỉ có biết hắn xuất thân Bắc Hải Từ gia, còn biết, Từ Thắng là nguyên bản bước lên huyền bảng thiên tài, bị Diệp Thần thay thế. Hắn ngay tức thì, liền rõ ràng liền Từ Thắng ý đồ, bất quá, hắn vẫn là lựa chọn để cho Diệp Thần tới nơi này. Vốn là, hắn là tuyệt sẽ không liên lụy Diệp Thần, nhưng là, nếu mình đều đã đi vào cung điện này bên trong, còn quét Từ Thắng mặt mũi, như vậy Từ Thắng liền sẽ không dễ dàng thả qua mình. Trần Chi Phàm biết, nếu như mình ở Từ Thắng trong tay bị thương nặng, bị nhục, như vậy Từ Thắng kết quả chỉ có chết. Diệp Thần phải giết Từ Thắng. Như vậy, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, Bắc Hải Từ gia rất khủng bố. Cho nên, hắn lựa chọn để cho Diệp Thần tới, Diệp Thần trực tiếp đối mặt Từ Thắng còn có thể giữ được một cái mạng, không phải sao? Mà lúc này, Trần Chi Phàm mỉm cười nói, rượu ngon như vậy. Nếu ngươi chịu để cho ta uống, ta tự nhiên sẽ không uống. Vừa nói, lại là bưng lên một ly linh tửu, uống một hơi cạn sạch. Nhìn như, lại là mặt không đổi sắc ảnh hưởng chút nào cũng không có. Trần Chi Phàm tu vi cùng Tống Nhu kém không nhiều, nhưng thực lực có thể nói là khác nhau trời vực. Hắn căn cơ, truyền thừa, tư chất, đều không phải là Tống Nhu có thể so sánh được. Bất quá, lại uống một ly sau đó. Trần Chi Phàm ngưng mắt nhìn Từ Thắng, nhàn nhạt nói, Từ công tử không uống sao. Từ Thắng nghe vậy cười một tiếng, tiện tay bưng lên một ly linh tửu, tùy ý nhấp một hớp nhỏ, cười nói, Trần huynh, ngươi tiếp tục à, nha, ta còn không phải là rất khát, uống được có chút thiếu, ngươi đừng thấy lạ ha ha. Trần Chi Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Thắng chốc lát, lại là bưng lên một ly linh tửu, uống một hơi cạn sạch. Mà Từ Thắng đâu? Chính là mặt mỉm cười, lần nữa nhấp một hớp nhỏ. Đang trong tu luyện Diệp Thần, lại là nghe được một tràng tiếng gõ cửa, hơn nữa, còn rất dùng sức, rất gấp xúc. Không khỏi nhíu lên chân mày, hắn không để ý tới sẽ, tiếp tục tu luyện, bởi vì, hắn ở ngoài cửa cảm nhận được là Tống Nhu hơi thở. Nữ nhân này, thật đúng là dây dưa không ngớt à. Nhưng mà, cho dù Diệp Thần không có mở cửa, ngoài cửa tiếng gõ cửa nhưng vang hơn. Hơn nữa, cơ hồ là ở đập cửa, vẫn là tiếp liền không ngừng đập cửa. Đợi mấy phút đồng hồ sau đó, vậy đập cửa tiếng còn chưa từng dừng lại, Diệp Thần rốt cuộc bị ồn ào được không thể nhịn được nữa. Hắn giận đùng đùng đứng dậy, một cái mở cửa phòng, hướng về phía ngoài cửa mặt đầy nóng nảy, thậm chí nước mắt giàn giụa nước Tống Nhu, quát to. Ngươi có phiền hay không à? Ta đã nói với ngươi. Sẽ không đi các ngươi tiệc rượu. Kêu các ngươi Từ công tử hết hy vọng đi. Ta đối với hắn loại người này, một chút hứng thú cũng không có. Hiểu chưa? Nhưng mà, đột nhiên bây giờ hắn phát hiện Tống Nhu thần sắc, có cái gì không đúng. Tống Nhu một bên khóc lớn, một bên gấp gáp hô, Diệp công tử. Trần công tử hắn đi cái rượu kia sẽ, còn đắc tội Từ công tử. Hắn. Trong chốc lát, Tống Nhu cũng cấp được nói không ra lời. Cái gì, Diệp Thần mạnh mẽ thần niệm đảo qua, Trần Chi Phàm quả nhiên không có ở đây trong phòng. Lần này hắn cũng là thần sắc khẽ biến. Mặc dù, đối mặt giống vậy phong môn võ giả, Trần Chi Phàm có mình tặng cho hồn của hắn khí, hẳn còn có cơ hội đánh một trận, có thể hắn đối mặt là giống vậy phong môn võ giả sao? Hắn đối mặt là nguyên bản bước lên huyền bảng thiên tài à?
Cho dù, chỉ là thứ 100 tên, thực lực cũng không phải giống vậy phong môn võ giả có thể so sánh được. Mặc dù lấy Diệp Thần hồn kỹ mạnh, trong nháy mắt giết Từ Thắng không vấn đề gì, nhưng nếu là hồn khí do Trần Chi Phàm thi triển nhưng không phát huy ra lực lượng lớn như vậy. Lúc này, hắn vậy trước nóng nảy, hướng về phía Tống Nhu hỏi, rượu kia sẽ, ở vị trí nào? Tống Nhu mới vừa đưa ngón tay ra, chỉ một phương hướng, Diệp Thần liền đưa tay một cái, quanh thân phong lôi cùng nhau, hóa thành một đạo sấm sét màu vàng, ngay lập tức tại chỗ biến mất. Mà ở trong tiệc rượu, Trần Chi Phàm lúc này, đã liền uống trên 100 ly linh tửu. Cái này làm cho Từ Thắng đều có chút hơi kinh hãi. Tên này là quái vật sao? Tinh khiếu cảnh tu vi, liền uống trên 100 ly cái này loại cực phẩm linh tửu còn mẹ hắn không có chết. Đổi thành người bình thường, đừng nói trên 100 ly, phổ thông một chút 1 ly gục, căn cơ tốt một chút 2-3 ly, như vậy có thể gọi là thiên tài, yêu nghiệt tinh khiếu võ giả, tối đa có thể uống 10 mấy ly đi. Liền liền Từ Thắng mình, nếu như cùng cảnh giới, cũng không dám bảo đảm có thể uống hay không đến 20 ly. Nhưng khẳng định không vượt qua 30 ly. Mà Trần Chi Phàm đâu, thật là, đều phải uống được mình 5 lần à, cái này còn là người sao? Bất quá, Từ Thắng vậy nhìn ra được, tên này cuối cùng là muốn đến cực hạn, lúc này Trần Chi Phàm, cả người đã là đỏ tươi, giống như thật muốn rỉ ra máu một loại. Lại uống vào, cho dù hắn kinh mạch vô cùng bền bỉ, cũng phải hoàn toàn nổ à. Thật ra thì, hắn kinh mạch đã xuất hiện vô số vết rách, cả người đều là đau đớn vô cùng, vậy chỉ dựa vào căn cơ mạnh mẽ, kinh mạch bền bỉ, ở mạnh trống mà thôi. Sở dĩ hắn nhẫn đến hiện tại, liền thì không muốn cùng Từ Thắng động thủ. Nhưng là hiện tại, hắn biết cực hạn đến. Mà chung quanh một đám nhân vật nổi tiếng, cũng đã là trợn mắt hốc mồm. Rốt cuộc, Trần Chi Phàm lại nữa đưa tay đi bưng ly rượu, hắn một bên điên cuồng áp chế trong cơ thể nguyên khí, vừa hướng Từ Thắng lạnh lùng thốt, Từ công tử, ta không uống. Từ Thắng mặt hiện sát ý, cười nói, không uống. Nhanh như vậy liền không uống. Hắn thanh âm, đột nhiên băng hàn liền mấy phần, quát to, ta xem, người mẹ hắn không phải là không uống, thì không muốn cho ta Từ Thắng mặt mũi. Ngươi không uống, có thể, ngươi mới vừa rồi đoạt phụ nữ của ta rượu, có ý gì? Cố ý quét ta mặt mũi. Hiện tại, cho lão tử quỳ xuống nói xin lỗi, nếu như ta tâm tình tốt, còn có thể thả ngươi rời đi. Trần Chi Phàm nghe vậy, một hồi trầm mặc, cổ tay lộn một cái, một chuôi nhìn như có chút sần sùi kiếm sắt, xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cái này chuôi kiếm sắt bên trên, chỉ có một chút linh khí nhàn nhạt chập chờn. Một đám nhân vật nổi tiếng thấy vậy, đều là mặt hiện vẻ khinh bỉ, tên này, dùng cái gì rác dưới binh khí à? Chỉ có số ít mấy người ánh mắt nhỏ tránh, nhìn vậy chuôi kiếm sắt, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng. Mà Từ Thắng thấy vậy, chính là vui vẻ cười to đứng lên, đầy mắt khinh bỉ nói, người còn muốn và bổn công tử động thủ. Cầm cái gì rác dưới đồ chơi, người thật giống như đại biểu là thần hỏa học viện chứ. Các ngươi học viện nghèo đến nước này, không nói chân thần khí cũng không mua nổi. Mà Trần Chi Phàm, chính là tập trung tinh thần, đem thần hồn chìm vào hồn khí bên trong, tranh thủ phát huy ra hồn khí lớn hơn lực lượng. Đối với Từ Thắng nói hoàn toàn không thấy. Từ Thắng sắc mặt trầm xuống, đến lúc này Trần Chi Phàm còn dám coi thường mình. Chẳng lẽ mình bị một cái tinh khiếu phế vật phát xuống bước lên huyền bảng sau đó, tất cả mọi người đều dám dùng như vậy thái độ, đối đãi mình liền sao? Trong phảng phất, hắn tựa hồ nghe được cung điện bên trong, cái khác nhân vật nổi tiếng nghị luận cùng tiếng cười nhạo, vốn là hắn lần này muốn đem Diệp Thần đưa tới tham gia tiệc rượu. Chính là muốn ở trước mặt mọi người tìm về mặt mũi, cầm Diệp Thần dẫm ở dưới chân, như vậy trở thành trò cười thì sẽ là Diệp Thần, mà không phải mình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tới một Trần Chi Phàm, ngược lại làm cho mình trò cười, lại tăng lên một cái. Cái này làm cho hắn, như thế nào có thể nhẫn? Từ Thắng quát lên một tiếng lớn, cho ta chết. Dứt lời, cả người hơi thở cuồn cuộn, một tiếng sư tử gầm từ sau lưng phát ra. Ở sau lưng hiện ra một đạo giống như sư tử dị thú hư ảnh, tản ra cực kỳ uy áp cường đại. Cái này dị thú, cũng không phải là thông thường sư tử, mà là một loại tên là trời hống thú linh thú. Cái này từ ra huyết mạch không đơn giản. Thiên hống thú hư ảnh vừa ra,
Từ Thắng hơi thở cũng là sau đó bạo tăng, nguyên bản còn đang đối với Từ Thắng chỉ chó chó, lên tiếng trêu chọc mọi người, cũng lập tức ngậm miệng lại. Không có ai, còn dám nói một câu. Từ Thắng hít sâu một hơi, thân hình động một cái, liền đối với Trần Chi Phàm phóng tới, đồng thời một quyền đánh ra. Thần hống quyền. Một quyền này bên trong, lại là mang một loại kỳ dị chấn động, tản mát ra từng cơn sóng âm xuất hiện ngay tức thì, cung điện bên trong mặt đất, vách tường bên trên rối rít xuất hiện đạo đạo liệt ngân, mà những cái kia dùng quý giá tinh thạch chế thành ly rượu, cũng ở đây ngay tức thì vỡ vụn. Đồng thời, quả đấm chung quanh hư không đều bị chấn thành nghiền. Một quyền này, coi là thật khủng bố đến trình độ cao nhất. Phần lớn người thấy Từ Thắng ra tay, đều là sắc mặt biến đổi, một quyền này, đổi lại bọn họ mình, cũng không có đem cầm có thể tiếp à. Mà tại chỗ nhân vật nổi tiếng, cơ hồ tất cả mọi người tu vi, cũng so Trần Chi Phàm cao hơn lên rất nhiều. Liền bọn họ đều không cách nào tiếp, Trần Chi Phàm càng không thể nào. Mà lúc này, Trần Chi Phàm vậy mở hai mắt ra, hắn hét lớn một tiếng, lại là tay một vung, đem thiết kiếm trong tay, hướng Từ Thắng ném đi. Từ Thắng mặt hiện vẻ khinh thường, cái này rác dưới kiếm sắt, còn không có đụng phải mình, liền sẽ bị mình quyền âm, chấn động thành phấn vụn chứ. Quả nhiên, một khắc sau, vậy chuôi kiếm sắt liền biến thành một hồi bột thiết tứ tán. Nhưng mà, còn không được Từ Thắng lộ ra cười nhạt, một cổ vô hình năng lượng, chợt hóa thành một đạo kiếm ý, chém vào Từ Thắng đầu óc bên trong. Từ Thắng thần hồn không gian bên trong, một hồi kịch liệt chấn động. Trong miệng lại là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn thần hồn bị thương. Vậy tướng mạo xấu xí kiếm sắt, lại là một chuôi hồn khí. Hơn nữa, vẫn là một chuôi uy lực cực kỳ cường đại hồn khí. Nếu không phải mình thức hải, có hồn tinh chấn thủ, sợ rằng đều phải trọng thương ngã xuống đất chứ. Mà hắn thi triển thần hống quyền, vậy bởi vì thần hồn bị thương, uy lực tản đi hơn nửa. Nhưng còn có một phần nhỏ uy lực còn lại vẫn hướng Trần Chi Phàm đánh. Trần Chi Phàm thần sắc biến đổi, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể linh lực, kích phát cát thanh cho hắn một kiện hộ thân thần khí. Vô số minh văn bay trào ra, hợp thành một đạo phòng vệ quang thuẫn, chắn Trần Chi Phàm trước người. Ầm một tiếng vang thật lớn, quang thuẫn bể tan tành, may là có thần khí phòng vệ, Trần Chi Phàm thân thể vẫn bị đánh được đảo phi nhi xuất, trong miệng máu tươi cuồng phún. Nhưng là, hắn vẫn là miễn cưỡng ở giữa không trung xoay mình, nửa quỳ rơi ở trên mặt đất. Hắn lúc này thở hổn hển, hơi thở vậy nhanh chóng suy sụp xuống, chỉ là một quyền uy lực còn lại liền đem bị thương nặng. Nhưng mà, mọi người ở đây đều là khiếp sợ đến không hơn được nữa à. Bản thân, Trần Chi Phàm có thể ở Từ Thắng nhất kích dưới sống sót, cũng đã là cái kỳ tích, mà hiện tại. Trần Chi Phàm không chỉ có còn sống, còn thương tổn tới Từ Thắng à. Thật là không tưởng tượng nổi. Bất quá, cũng chỉ tới đó mới ngưng thôi. Từ Thắng lúc này, đã khôi phục lại, hắn hết sức đè nén lửa giận của mình làm bộ như mây thưa gió nhẹ hình dáng, thật giống như, mới vừa rồi mình bị thương chuyện, căn bản chưa có phát sinh qua vậy. Hắn từng bước một hướng Trần Chi Phàm đi tới, trên mặt lóe lên vẻ dữ tợn ý nói, Trần công tử à, ngươi nói, ngươi uống rượu liền uống rượu mà, ta mới vừa rồi cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi liền lấy thanh kiếm đi ra muốn cùng ta động thủ, bây giờ thế nào? Hiện tại ta muốn tha ngươi, cũng không được à? Ngay tại hắn vừa đi, một bên cổ động linh lực, muốn một quyền tiêu diệt Trần Chi Phàm lúc đó, một đạo nhàn nhạt nhưng hàm chứa âm hàn sát ý thanh âm nam tử, liền ở cung điện bên trong vang vọng mở. Cái này, là ngươi làm sao? Một khắc sau, bóng người chớp mắt, một người nam tử, liền xuất hiện ở Trần Chi Phàm bên người. Mọi người cơ hồ đều không có thấy rõ ràng hắn là vào bằng cách nào. Lúc này Trần Chi Phàm cũng đã là cả người máu tươi, sắc mặt vô cùng là trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt đều bắt đầu tan rã, hiển nhiên, đã đến cực hạn. Gặp Diệp Thần xuất hiện, hắn hướng về phía Diệp Thần mỉm cười nói, Diệp Thần ta không có sao, ngươi không nên giết hắn, nếu không, hậu quả quá nghiêm trọng. Diệp Thần lập tức đem một viên thuốc hóa nhập Trần Chi Phàm trong cơ thể sau đó, cười khổ nói, Phàm ca, chớ nói chuyện, ngươi nói nữa, sợ rằng cũng muốn té xỉu liền chứ. Như vậy nơi nào giống như là không có sao à? Trần Chi Phàm môi động một cái, tựa hồ muốn nói gì,
có thể một khắc sau, lại là mắt nhắm lại, thật hôn mê đi. Diệp Thần đỡ Trần Chi Phàm thân thể, nhẹ nhàng đặt lên trên đất. Đứng lên, hướng về phía đang cân nhắc đánh giá mình Từ Thắng lạnh lùng nói, ta nói, cái này, là ngươi làm sao? Từ Thắng ha ha cười nói, vị này Trần Huynh à, tựa hồ là uống rượu uống quá nhiều, cũng uống cấp trên à, lại cùng ta động tới tay, ha ha, không có gì lớn không được, đều là hiểu lầm, Diệp công tử nếu không ngươi cũng uống hai ly. Ta uống mẹ ngươi. Lời vừa nói ra, đúng tòa cung điện bên trong không khí, cũng ngay tức thì băng lạnh xuống. Liền liền Từ Thắng, đều có chút trợn mắt hốc mồm, Diệp Thần nói gì? Hắn thân ở cái này trồng lên lưu hoàn cảnh, đã lâu không có nghe được có người đối với hắn văng tục. Trong chốc lát, đều có chút không phản ứng kịp. Một khắc sau, chính là giận dữ. Vốn là, hắn còn muốn giễu cợt, làm nhục Diệp Thần. Có thể hiện tại, Diệp Thần lại trực tiếp như vậy. Không cho chút nào mặt mũi à? Ngươi nói gì sao? Từ Thắng nghiêm túc quát một tiếng, quyền ý lần nữa mãnh liệt. Nhưng mà, không cùng hắn nói xong, Diệp Thần liền lần nữa mắng, ngươi không phải muốn đối với lão tử động thủ sao? Tới, cho ngươi cái này cơ hội, động thủ à? Ngươi không phải rất thích tìm lý do sao? Kiếm cớ đối với người xuất thủ không? Rác dưới Từ gia, bất quá là một con chó mà thôi, tới à, muốn không muốn ta lại hơn mắng ngươi mấy câu, cho nhiều ngươi điểm lý do. Hắn trên đường tới, đã từ Tống Nhu nơi đó nghe nói chuyện trải qua. Mà tại chỗ những cái kia nhân vật nổi tiếng công tử, tiểu thư, chính là hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ lúc nào gặp qua như vậy người thô lỗ à? Bọn họ vậy cho dù muốn làm nhục, chà đạp người khác, cũng sẽ chuẩn bị một ít lý do, để cho mình hành vi, nhìn như giữa lúc một chút, hợp lý một chút, xem Diệp Thần như vậy đi lên liền dừng lại cuồng mắng, thật để cho bọn họ có chút không biết làm sao à? Mà ở cung điện một xó xỉnh, một người vóc người thon nhỏ, mặt mũi tinh xảo đáng yêu thiếu nữ thấy vậy, lại là không khỏi phốc thử một tiếng bật cười, cái này Diệp Thần cũng quá có ý tứ chứ. Lần này, Từ Thắng là lại cũng nhìn không nổi nữa, lý do gì à, toàn bộ đều ném ở sau ót. Hắn đầu óc bên trong, chỉ còn lại có trình độ cao nhất sát ý điên cuồng. Cho ta đi chết à, Từ Thắng gầm thét một tiếng, thần hống quyền ra lại. Hơn nữa ác liệt, hơn nữa chấn động tùng. Hắn đã đem mình lực lượng phát huy trình độ cao nhất, lại cũng không có từng tia nương tay. Thần hống quyền vừa ra, kích động quyền ý, đều phải đem cung điện này, trực tiếp rung sụp. Mà Diệp Thần, nhìn một quyền đánh tới Từ Thắng, nhưng là mặt hiện vẻ khinh thường. Hắn muốn giết Từ Thắng, rất đơn giản, tùy tiện một đạo hồn kỹ, cái này Từ Thắng liền chết được không thể chết lại. Nhưng cái này dạng, há chẳng phải là có chút tiện nghi hắn. Hơn nữa, hắn biết, mới vừa rồi Trần Chi Phàm giao phó là nghiêm túc, hắn mình ngược lại là không có vấn đề, có thể vạn nhất giết cái này Từ Thắng liên lụy đến Thần Hỏa Học Viện đâu. Cho nên, hắn hiện tại phải làm, là làm sao có ở đây không giết chết Từ Thắng dưới tình huống, để cho hắn tận lực cảm giác thống khổ. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên cười. Vậy, đánh liền đi. Dùng nắm đấm của hắn, từng quyền đánh. Cho đến, đem Từ Thắng toàn thân xương cốt, kinh mạch, đan điền, toàn bộ đánh được nghiền. Một khắc sau, Diệp Thần vậy động, nhưng là không có thi triển bất kỳ võ, cứ như vậy rất miễn cưỡng một quyền, hướng Từ Thắng đánh. Mọi người lắc đầu một cái này Diệp Thần rất cuồng, nhưng cũng quá ngu xuẩn chứ. Đừng xem ngươi và người ta đều là quả đấm, Từ Thắng nhưng mà lấy huyết mạch lực, thi triển ra Từ gia độc môn tuyệt kỹ thần hống quyền à. Há là ngươi một đôi thịt quyền, có thể so sánh được. Phỏng đoán, một khắc sau, Diệp Thần quả đấm, thậm chí cánh tay, cũng sẽ bị chấn động được nghiền đi. Ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cung điện, đều là một hồi lay động. Xương máu nổ lên, mọi người vây xem, nhưng là ngây dại, trong mắt là khó tin. Bọn họ đoán không sai, một cánh tay bị chấn bể, hoàn toàn làm vỡ nát. Nhưng, cánh tay này, lại cùng bọn họ dự liệu hoàn toàn ngược lại, không phải Diệp Thần cánh tay, mà là Từ Thắng cánh tay à. Điều này sao có thể? Có thể thực tế, chính là như vậy. Mà Diệp Thần đâu, đừng nói cánh tay nổ tung, liền một chút tổn thương, cũng không có à. Quá khủng bố.
Từ Thắng kêu thảm một tiếng, trong mắt bên trong, lúc này mới hiện ra vẻ kinh hoàng. Đến giờ phút này, hắn rốt cuộc nhận rõ mình cùng Diệp Thần chênh lệch. Nhưng, đã quá muộn à. Hắn vừa quay người, lại là muốn chạy trốn, có thể chạy thoát sao? Diệp Thần thân hình trước mắt, liền vọt đến Từ Thắng trước mặt, thả bốn mắt nhìn nhau, trên mặt nổi lên một cái tà tính mỉm cười. Từ Thắng hoảng sợ hét lên một tiếng, một khắc sau, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị Diệp Thần, một quyền hung hãn đập xuống đất. Một quyền này, cầm Từ Thắng mặt cốt, ngay tức thì đập được nổ tung, vỡ vụn. Nhưng, đây bất quá là cái bắt đầu mà thôi. Nhắc tới, cái này Từ Thắng thân trong lòng máu linh thú mạch, vẫn đủ kinh đánh. Diệp Thần liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hướng về phía không ngừng rên rỉ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khẩn cầu Từ Thắng, từng quyền nện xuống, trên mặt vậy tà tính nụ cười, càng phát ra đậm đà. Xem được tại chỗ công tử, các tiểu thư, đều là không lạnh mà run à. Người này, thật là đáng sợ. Liền đập liền mấy chục quyền, cho đến cơ hồ đem Từ Thắng hoàn toàn trọng thương, Diệp Thần mới sảng khoái thở một hơi, đứng dậy, vác lên Trần Chi Phàm thân thể, hướng phía ngoài cung điện đi tới. Mà lúc này Từ Thắng, lại vẫn giữ lại một hơi thở. Bất quá, cho dù giữ lại một hơi, hắn cũng coi là hoàn toàn phế. Diệp Thần đem hắn xương cốt, kinh mạch, đan điền, thân xác, đều cơ hồ đập nát. Như vậy còn không bằng trực tiếp giết hắn đâu. Nhưng, Diệp Thần lại vừa vặn đem lực đạo khống chế được cực tốt. Còn giữ lại hắn một mạng. Bây giờ Diệp Thần tạo thành tổn thương, có thể so với ngày đó, hắn đối với Lý Nghị tạo thành, khủng bố nhiều, vậy hoàn toàn nhiều. Mà bị thương Từ Thắng, cũng không biết so Lý Nghị muốn khó khăn khôi phục nhiều ít gấp vạn lần. Cho dù, dựa vào Bắc Hải Từ gia vậy kinh thiên tư nguyên, bất kể giá phải trả dưới tình huống. Từ Thắng cũng có thể khôi phục chứ. Chỉ bất quá, phải tốn lên mấy trăm, hơn ngàn năm thôi. Từ Thắng, đáng gia tộc bỏ ra giá lớn như vậy, đi cứu vãn sao? Cho dù cứu sống, ít đi cái này mấy trăm, hơn ngàn năm thời gian, Từ Thắng, vậy đã sớm không phải đã từng vậy cái thiên tài. Cho nên nói, Từ Thắng, căn bản là xong rồi. Diệp Thần đi tới cung điện cửa, đột nhiên, giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Quay đầu, đối với những cái kia vẫn còn ở đờ đẫn ở giữa các nhân vật nổi tiếng nói, à, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, mới vừa rồi các vị tựa hồ, rất muốn xem ta huynh đệ cười nhạo, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, đúng không? Mọi người trong lòng cũng cả kinh, đổi thành những người khác, dám đối với hắn như vậy cửa nói chuyện. Sớm bảo bọn họ đánh chết. Nhưng là đối mặt Diệp Thần, những người này, nhưng là yên lặng, không dám trả lời. Nhưng là bọn họ trong lòng nhưng âm thầm phát tàn nhẫn, ngươi thực lực, là rất mạnh, nhưng cứ như vậy giỏi lắm sao? Bất quá là một cái xuất thân thần hỏa học viện nhỏ rác dưới thôi, leo lên bước lên huyền bảng liền có thể thay đổi gì sao? Ngày mai buổi đấu giá, sẽ để cho ngươi một kiện hàng hóa cũng chụp không xuống. Để cho ngươi biết, không phải chuyện gì cũng có thể dựa vào thực lực giải quyết. Diệp Thần trên mặt hiện ra một chút nụ cười quỷ dị nói, ừ. Màn kịch của hôm nay, đẹp không? Có thể các vị còn không có đã ghiền chứ? Vừa nói, hắn thanh âm, đột nhiên âm trầm xuống nói, như vậy, ngày mai trên buổi đấu giá, ta lại cho các vị, diễn ra một tràng kịch hay như thế nào? Lần này, các ngươi đều có thể tham dự trong đó. Ngày mai, nếu như các ngươi có thể vỗ xuống một kiện hàng hóa, liền coi là ta thua. Dứt lời, lưu lại trợn tròn mắt mọi người, nghênh ngang mà đi. Hắn nói gì, mọi người, thật không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tên này, đang làm cười sao? Muốn ở kim tiền lên chống lại bọn họ, vẫn là chống lại tất cả mọi người bọn họ. Điên rồi sao? Mà ở cửa cung điện bên ngoài, Tống Nhu đang cúi đầu đứng ở nơi đó. Nhìn Diệp Thần vác Trần Chi Phàm đi ra, mặt đẹp bên trên thoáng qua một chút vẻ lo lắng hỏi, hắn thế nào? Diệp Thần nhìn nàng một mắt, nhàn nhạt nói, không có sao. Bị thương nhẹ, bất quá lấy Phàm ca căn cơ, không có gì đáng ngại. Dứt lời, xoay người đi. Tống Nhu thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn Diệp Thần hình bóng tựa hồ muốn nói gì, nhưng muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là mặt hiện một chút tự giễu vẻ, tịch mịch cúi đầu. Diệp Thần đột nhiên dừng bước, thở dài một cái nói, theo kịp đi,
Từ Thắng đã bị ta đánh cho thành tàn phế, Từ gia ngươi hẳn là không trở về được. Tống Nhu mặt hiện vẻ mừng rỡ, vội vàng đuổi theo Diệp Thần, nói, Diệp công tử. Diệp Thần cười khổ nói, không nên kêu ta Diệp công tử, không có thói quen, kêu ta Diệp Thần đi. Mà Diệp Thần nhìn một cái hôn mê Trần Chi Phàm, vậy có chút hiếu kỳ, tại sao Trần Chi Phàm sẽ mạo hiểm vì Tống Nhu ra tay? Chẳng lẽ, chỉ là bởi vì không nhìn nổi Từ Thắng vô sỉ hành vi sao? Từ Trần Chi Phàm ban đầu thấy Tống Nhu, dáng vẻ liền có chút kỳ quái, sự việc chắc hẳn không phải đơn giản như vậy. Hai tiếng sau đó, Trần Chi Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, vào mắt chỗ là hắn ở đảo Phi Lôi trong phòng giường nợ. Hắn ngẩng đầu một cái liền thấy được Diệp Thần ngồi ở trước giường. Diệp Thần gặp Trần Chi Phàm tỉnh lại, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng nói, Phàm ca, ngươi tỉnh. Ngay sau đó, hắn có chút sở khóc sở cười nói, Phàm ca, Cát viện trưởng, để cho ngươi đến xem ta không nên gây chuyện, làm sao cảm giác, hình như là ngươi ở gây chuyện à. Trần Chi Phàm cười ha ha một tiếng nói, ta đây cũng là bị bất đắc dĩ à, ngươi không có giết thằng nhóc kia chứ. Diệp Thần nhún nhún vai nói, không có, chính là cầm toàn thân hắn xương cốt, kinh mạch, đan điền cũng đánh nát thôi. Trần Chi Phàm nghe vậy cả kinh, ngay sau đó, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chí ít không có xảy ra án mạng, nếu không có xảy ra án mạng, còn có vãn hồi chỗ trống, chắc hẳn Bắc Hải Từ gia cho dù so Thần Hỏa Học Viện mạnh, nhưng cũng không dám tùy tiện liền cùng Thần Hỏa Học Viện khai chiến chứ. Như là Từ gia thật không để ý hết thảy. Như vậy thậm chí có thể đưa tới linh võ đại lục các vực giữa chiến tranh toàn diện. Đây là, Trần Chi Phàm đột nhiên hỏi, Diệp Thần, Tống Nhu đâu? Nàng sẽ không còn là phải đi về Từ gia chứ? Diệp Thần có chút cổ quái nhìn Trần Chi Phàm, nói, nàng hồi phải đi sao? Thậm chí toàn bộ vòng cũng không tha cho nàng chứ? Hơn nữa, bị ngươi cứu liền sau đó, nàng tựa hồ vậy rõ ràng liền một ít thứ, và trước kia không giống nhau. Ta để cho nàng trước theo ta trở về, hiện tại nàng ở mình gian phòng đây. Trần Chi Phàm nghe vậy, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần sắc mặt lại càng kỳ quái, đối với Trần Chi Phàm hỏi, Phàm ca, người trước gặp qua Tống cô nương sao? Hoặc là Tống trên người cô nương có chỗ gì đặc biệt sao? Ách, Trần Chi Phàm nghe vậy, cũng có chút lúng túng, nói ta, không có gặp qua nàng, bất quá. Bất quá. Bất quá. Nàng nhưng cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc, mặc dù ta không có gặp qua nàng, hơn nữa nàng tướng mạo ta cũng không có bất kỳ ấn tượng. Nhưng, thấy nàng trong nháy mắt, ta liền không khỏi cảm thấy gặp được ta đã từng là muội muội. Ta cũng không biết tại sao sẽ có loại cảm giác này, cũng không do được là nàng lo lắng. Cho nên, theo dõi nàng đi cái rượu kia sẽ, muốn thăm nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, kết quả. Làm ta thấy nàng bị Từ Thắng ăn hiếp lúc đó. Trong lòng một cơn giận bay lên căn bản không cách nào khống chế chính ta, giống như thấy được em gái ta bị người khi dễ như nhau. Làm ta phục hồi tinh thần lại, đã đoạt lấy nàng ly rượu trong tay, không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là và Từ Thắng đối mặt. Diệp Thần có chút không tin nhìn Trần Chi Phàm, cái này mượn cớ vậy quá vụn chứ. Phải nói là vừa thấy đã yêu, cũng so như vậy mượn cớ, muốn khá một chút. Trần Chi Phàm nhìn Diệp Thần thần sắc. Không khỏi khóc cười không được nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng ta thật không có lừa gạt ngươi. Ta đối với Tống Nhu không có loại cảm giác đó. Diệp Thần nhìn Trần Chi Phàm nghiêm túc dáng vẻ, vậy cảm thấy có chút thần kỳ, hỏi chẳng lẽ, là luân hồi chuyển thế. Trần Chi Phàm nghe vậy, lại là có chút kích động nói, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Ta cũng giống vậy nghĩ, muội muội ta thời điểm chết, ta còn không có tu võ, không có bảo vệ tốt nàng. Cái này vẫn là ta trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Hiện tại gặp được Tống Nhu, bỏ mặc quá khứ của nàng như thế nào, ta cũng muốn đem nàng làm thành em gái vậy đối đãi. Diệp Thần gật đầu một cái, trong mắt lóe lên suy tư thần sắc, nghĩ tới Linh Tiên Đế cung Kỷ Tư Thanh. Không cần hoài nghi, Kỷ Tư Thanh chuyển thế chính là vậy ở Càn Khôn sát vực đất thần bí nhìn thấy khúc nặng khói. Hắn không khỏi ở trong lòng hướng về phía Phong Thanh Dương hỏi, Sư Tôn. Thật chẳng lẽ có luân hồi chuyển thế? Phong Thanh Dương yên lặng một lát sau, mở miệng nói cái thế giới này, xa so chúng ta tưởng tượng phức tạp, đặc biệt là liên quan đến sống chết phương diện, cho dù là lấy ta năm đó cảnh giới, cũng không có đem sống chết hoàn toàn hiểu thấu đáo. Có lẽ,
thật sự có đi, nhưng lập tức khiến cho thật sự có luân hồi, kiếp sau người kia vẫn là ngươi sao? Bất quá chuyện này, ngươi có quyền lên tiếng nhất. Trên mình ngươi luân hồi huyết mạch, có lẽ chính là khám phá sinh tử tồn tại. Dĩ nhiên, muốn chờ ngươi hoàn toàn kích hoạt sau đó mới có thể kết luận. Diệp Thần nghe vậy, cũng là một hồi trầm mặc, cho dù thật sự có luân hồi, hắn cũng không khả năng đem mạng của mình vận giao cho trong chỗ u minh ý trời tới quyết định. Bất quá, hắn không có đối với Trần Chi Phàm nói thêm cái gì, đối với Trần Chi Phàm mà nói, muội muội là hắn trong lòng tiếc nuối, nếu hiện tại có một cái đền bù tiếc nuối, để cho hắn an tâm cơ hội, là đủ rồi, cần gì phải để ý Tống Nhu rốt cuộc có phải hay không em gái hắn chuyển thế đâu. Có lúc thật thật giả giả, không người nào có thể phân rõ, cho nên mới có người nói vận may trêu người. Diệp Thần gặp Trần Chi Phàm không có gì đáng ngại, liền đứng dậy đến, tốt lắm. Phàm ca, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, khôi phục thương thế đi, ta về phòng trước tu luyện. Được, ngươi đi đi. Dứt lời, Diệp Thần liền quay trở về trong phòng của mình bắt đầu tu luyện, yên tĩnh chờ đợi, ngày mai buổi đấu giá bắt đầu. Cùng thời khắc đó, Nam Vực, Thần Quốc ở Linh Võ Đại Lục thiết lập 10 thành một trong. Cũng là Diệp Thần đạt được gió bia sau đó, bất ngờ bước vào chi địa. Chỉ là, chẳng biết tại sao. Chung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, làm cho không người nào không cảm nhận được giá rét. Sâu tận xương tủy giá rét. Thần quốc ở 10 thành bên trong cũng thiết lập thiên đạo các. Thiên đạo các tồn tại chính là thuận lợi thiên đạo cung ở Linh Võ Đại Lục làm việc. Mà giờ khắc này, một cái mang cái khăn che mặt thiếu nữ đồ trắng, lặng lẽ dừng lại. Nàng từ dưới người chân đạp ngọn lửa mà đến đen nhánh cự thú trên mình rơi xuống. Băng hàn ý phóng thích mở. Ô mang, đi nơi khác chơi. Ngụy Dĩnh thanh âm lạnh như băng vang lên. Ô mang hiển nhiên nghe hiểu, trên lưng lại dài ra hai đạo màu đen khổng lồ vây cánh, xông lên trời. Một màn này, nhìn thiên đạo các hai vị người giữ cửa trợn tròn mắt. Thật là khí phách thú cưỡi. Bọn họ ở nơi này thành lớn bên trong gặp qua lui tới thần quốc quyền thế, nhưng chưa từng gặp qua như vậy ra sân. Bọn họ ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào cái đó quần áo trắng cái khăn che mặt thiếu nữ trên mình. Cố nhiên vóc người nóng như lửa, lồi lõm thích thú, nhưng là bọn họ không dám hơn liếc mắt nhìn. Bởi vì quá lạnh, giống như một chuôi ra khỏi vỏ kiếm lạnh lẽo. Thậm chí bọn họ không cách nào nhìn thấu hắn tu vi. Phải biết thiên đạo các thành tựu cái này thành lớn ở giữa yếu địa, giữ cửa người nhưng mà thần quốc thái hư sơ kỳ cường giả. Gặp cô gái đồ trắng đi tới, hai người vội vàng cảnh giác mấy phần, trường kiếm nắm chặt, phẫn nộ quát, đây là thần quốc thiên đạo cung Linh Võ phân các, bất kỳ người không phận sự cùng không thể đến gần. Cô gái đồ trắng bước chân dừng lại, các người sau lưng là thần quốc thiên đạo cung. Hai người kia lấy là cô gái đồ trắng sợ, hất cằm nói tự nhiên. Ngươi nếu có chuyện cầu thần quốc thiên đạo cung, chờ ngươi lấy được rồi thiên đạo ngọc bài nói sau, nếu không, không thể bước vào. Cô gái đồ trắng bừng tỉnh gật đầu một cái, nếu và thiên đạo cung có liên quan, vậy ta tới đối với. Nói tới chỗ này, cô gái đồ trắng Ngụy Dĩnh nhìn về phía trên cửa bảng hiệu, sát ý ngưng tụ. Tay thanh tú nhẹ nhàng vung lên. Phong cách cổ xưa kia thêm ẩn chứa bảo vệ bình phong che chở bảng hiệu, ầm ầm vỡ vụn. Vậy hai cái thái hư người giữ cửa, lúc này mới ý thức được chuyện nghiêm trọng. Không do dự nữa, sử dụng trường kiếm. Đan điền linh lực không ngừng hội tụ. Tại chỗ hướng về phía Ngụy Dĩnh một kiếm đánh xuống. Vô tận sát ý giống như cuồng phong bạo vũ hướng Ngụy Dĩnh chiếm đoạt đi. Ngụy Dĩnh một hơi một tí, đột nhiên, ánh mắt nhìn về phía cửa, lẩm bẩm nói, à, đúng rồi, quên nói cho các ngươi chuyến này ý đồ. Ta bất quá là vì hướng thiên đạo cung đòi điểm lợi tức. Cho nên, hôm nay, cái này thiên đạo các phải máu nhiễm thanh thiên. Nói xong, Ngụy Dĩnh bước ra một bước, hoàn toàn không để mắt đến vậy hai đạo thái hư cường kiếm. Mà đang ở kiếm ý muốn chạm được Ngụy Dĩnh thời điểm, Ngụy Dĩnh đột nhiên con người đông lại một cái. Quanh thân đột nhiên ngưng tụ ra cuồng phong bạo vũ. Nàng tựa như thuộc về gió bão bên trong tim. Mà vậy hai đạo ngút trời kiếm ý ở chạm được gió bão nháy mắt, hoàn toàn biến mất. Vậy hai cái người giữ cửa bối rối. Một cái trẻ tuổi như vậy cô gái, làm sao có thể sẽ có cái này loại thực lực.
chỉ có thần quốc à? Nhưng đối phương như là tới từ thần quốc, chẳng lẽ không biết thiên đạo cung ở thần quốc ý vị như thế nào sao? Máu nhiễm thiên đạo các, thiên đạo cung tức giận, cô gái này sau lưng coi như quyền thế đáng sợ, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ à? Hắn hai người chúng ta mới vừa muốn nói cái gì, Ngụy Dĩnh chung quanh gió bão liền hoàn toàn đem hai người biến dạng nghiền. Đây bất quá là một đạo ánh mắt à. Ngụy Dĩnh ánh mắt rơi vào thiên đạo các trên cửa, hừ lạnh một tiếng, băng kiếm tự thành. Vậy băng kiếm tản ra dùng mình, lại trực tiếp phá vỡ cửa. Mà trong cửa mặt, sớm có người phát hiện dị động. 30 vị cường giả bày trận mà đợi. Trong đó lại là 3 vị trấn giữ ông già. Mà cái này 3 vị lão giả thực lực lại là và Ngụy Dĩnh giống nhau như đúc. Thái hư tầng 8 thiên. Bé gái, người có biết mệnh sông nơi này ý vị như thế nào? Thần quốc thiết lập 10 thành, cầu thông linh võ đại lục, chưa bao giờ có người dám gây chuyện. Người hiện tại giết 2 vị người thần quốc, tất nhiên sẽ bị thần quốc thiên đạo cung truy nã. Đến lúc đó, người muốn hối hận liền không còn kịp rồi. Ngươi hiện tại nếu như quỳ xuống chúng ta trước mặt, bó tay chịu trói, có lẽ còn có chỗ trống. Ngụy Dĩnh thân thể như cũ đứng ngạo nghễ, nàng đảo mắt nhìn tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào một tòa trên tháp cao. Phía trên kia có lạnh như băng uy hiếp. Còn như những người trước mắt này, nàng ngược lại là có thể chống lại. Nàng bước chân đơn giản bước ra, hàn tiếng vang lên, tất cả mọi người đều ở nơi này. Đã như vậy, cũng tiết kiệm ta từng cái đi tìm. Lời nói rơi xuống, Ngụy Dĩnh quanh thân băng hàn gió bão bỗng nhiên mở rộng. Đến gần mấy vị thần quốc cường giả tại chỗ bị biến dạng. Tất cả mọi người không thể không lui về phía sau. Vừa động thủ một cái này nha đầu bất quá là một người. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không bắt được. Thần quốc thiên đạo các, không cho phép bất kỳ người ngoài xông vào. Vậy 3 vị ông già quát to. Ngay tức thì 3 người sau lưng xuất hiện 3 đạo hư ảnh. Hư ảnh này không một ngoại lệ đều là ngút trời hung thú. Nháy mắt bây giờ, 3 vị ông già biến dạng hư không đi tới Ngụy Dĩnh bên người. 5 ngón tay thành chộp, thái hư lực ầm ầm rơi xuống. Một khi chạm được bất kỳ thân thể, tất nhiên tại chỗ hóa thành hư vô. Ngụy Dĩnh trong mắt ngược lại là thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Môi đỏ mỏng khẽ mở lẩm bẩm nói, xem ra cái này cái gọi là thiên đạo các cũng không phải phế vật mà. Đã như vậy, dù sao xuất quan cũng không chuyện, sẽ tới cùng các ngươi vui đùa một chút. Một giây kế tiếp, Ngụy Dĩnh lại biến mất. 3 vị ông già sắc mặt biến, vội vội vàng vàng làm phép linh thức muốn tra xem. Nhưng mà, bọn họ phát hiện mình linh thức giống như đá chìm biển khơi. Trong xung quanh trăm dặm, cũng không có cô gái kia bóng người. Điều này sao có thể? Mà đang ở 3 người kinh hãi lúc đó, một đạo băng hàn thanh âm lại từ đỉnh đầu rơi xuống. Này, các ngươi là ở tìm ta sao? Xin lỗi, để cho các ngươi chờ lâu, lập tức đưa các ngươi lên đường. 3 người con ngươi co rúm một cái, còn chưa kịp phản ứng, chính là thấy được đỉnh đầu 3 đạo băng hàn kiếm to. Treo rơi xuống. Mỗi một đạo băng kiếm đều cơ hồ vạn trượng. Giống như một tòa tháp lớn từ thương khung trấn áp xuống. Hơn nữa cái này băng kiếm trên lực lượng, xa xa vượt quá thái hư cảnh tầng 8 thiên. Cái này cô gái thần bí lại vẫn có vượt cấp tác chiến năng lực. Chẳng lẽ là thượng cổ đại năng chuyển thế? Nếu không cái tuổi này, làm sao có thể sẽ có cái này loại thực lực? Phịch, phịch, 3 đạo vang lớn, vang khắp ở toàn bộ thành lớn. Cái này ở thành lớn bên trong sừng sững không ngã thiên đạo các, mặt đất lại tại chỗ vỡ vụn. Vết rách chằng chịt phảng phất có ngàn xích sâu, thậm chí chạm đến lòng đất nham thạch nóng chảy. Bụi mù cuồn cuộn, thoáng như vạn trượng. Những cái kia thái hư sơ kỳ và trung kỳ cường giả căn bản không dám động thủ. Chỉ có thể giúp lại xó xỉnh. Bọn họ biết, loại cấp bậc này giao thủ, bọn họ một khi đến gần, liền sẽ biến dạng. Dẫu sao thái hư cảnh bắt đầu, một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch chính là ngàn kém vạn đừng. Bụi mù rốt cuộc tản đi. Bọn họ con người tựa như kinh bảo. Vậy 3 vị thái hư tầng 8 thiên ông già, đều đang không ngăn cản tới. Trong đó 2 người lại là tại chỗ hóa là xương máu. Duy nhất chỉ còn lại một người trong đó còn sống.
chỉ bất quá lão kia người nằm trên đất, thân thể đang run rẩy. Tư thế của hắn càng giống như là quỳ xuống thần bí thiếu nữ khăn che mặt trước mặt. Mà Ngụy Dĩnh hiển nhiên cũng không chịu nổi, sắc mặt nàng trắng bệch, nàng ban đầu liền vận dụng mình cơ hồ một kích mạnh nhất. Nàng không thích ở trên người người khác lãng phí thời gian. Chỉ cầu kết quả. Nàng điều chỉnh hơi thở, trên cao nhìn xuống nhìn cái đó người nào chết thái hư tầng 8 thiên ông già, nói cuối cùng cho ngươi một câu chăn chối. Lão kia người trong mắt ảm đạm, muốn cầu lượn quanh, nhưng là hắn thấy được Ngụy Dĩnh trong mắt dùng mình. Hắn biết thiên đạo các tất cả mọi người đều phải chết. Rất hiển nhiên, đây là thiếu nữ đối với thần quốc thiên đạo cung trả thù. Đây cũng là lâu như vậy tới nay, cái đầu tiên dám trả thù thần quốc thiên đạo cung tồn tại. Ông già thanh âm khàn khàn rơi xuống, ta muốn biết, tại sao đối với chúng ta ra tay? Thiên đạo cung rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ngụy Dĩnh mặt không cảm giác, nâng lên kiếm trong tay, lên tiếng, còn nhớ trước đây không lâu thiên đạo kia rơi xuống diệt thế kiếm sao? Ông già ngẩn ra, nhớ ra cái gì đó. Vậy diệt thế kiếm hạ xuống ở Linh Võ Đại Lục, người nào không biết? Tựa hồ là thiên đạo cung cung chủ tự mình tiêu diệt một người thanh niên. Tựa hồ thanh niên kia vậy được như nguyện chết. Chẳng lẽ thiếu nữ này tức giận và thanh niên kia chết có liên quan? Ngụy Dĩnh dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, các ngươi cung chủ hạ xuống diệt thế kiếm, động, là ta Ngụy Dĩnh người đàn ông. Dứt lời, một kiếm chém xuống. Lão kia người sợ hãi còn chưa lan truyền ở trong mắt chỗ sâu, chính là hóa là một hồi xương máu. Làm xong hết thảy các thứ này, Ngụy Dĩnh ánh mắt rơi vào những người còn lại trên mình. Từng bước đi tới. Nàng vậy không dính hết thảy quần áo trắng, tựa hồ tán lạc chấm máu tươi. Giống như một đóa đóa trời đông giá rét nở rộ hoa mai. Mang máu hoa mai. Thần quốc cự thành thiên đạo các, vô số đạo máu tươi tràn ngập. Giống như biển máu. Trừ cái đó ngạo nghễ hậu thế thiếu nữ khăn che mặt, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ngụy Dĩnh không có thời gian đầu tiên ngày rời đi đạo các, mà là đưa mắt rơi vào thiên đạo kia các trên tháp cao. Từ bước vào thiên đạo các nháy mắt, nàng liền cảm thấy uy hiếp. Đến từ tháp cao. Xem ra tháp cao bên trong chính là thành lớn thiên đạo các lớn nhất bí mật. Ngụy Dĩnh thật là tò mò. Nàng nhìn một cái chung quanh, không do dự nữa, trực tiếp hướng tháp cao đi. Tháp cao cửa lớn đóng, chung quanh một phiến đen nhánh. Ngụy Dĩnh nhắm mắt lại, hiển nhiên đang đợi cái gì. Đột nhiên, nàng trong mắt mở ra, phát hiện đứng trước mặt một cái ông già. Ông già bất quá là một đạo hư ảnh. Nhưng chính là cái này đạo hư ảnh để cho Ngụy Dĩnh cảm thấy uy hiếp. Đối phương bản thể tất nhiên ở chém ách bên trên. Ngươi không phải người thần quốc. Ông già lên tiếng. Ngụy Dĩnh hừ lạnh một tiếng, đích xác, ta tới nơi này mục đích, chính là tiêu diệt chỗ này thiên đạo các. Ngươi như muốn động thủ, ta phụng bồi tới cùng. Nhưng mà ông già nhưng không có ý động thủ, hắn mặt mũi hiền lành bên trong thậm chí mang một chút thưởng thức. Cô bé, từ ngươi trong ánh mắt ta nhìn thấu nghịch thiên mà đi. Tháp này không người nào có thể phá, ngươi phải chăng muốn thử nghiệm mở. Đối với ngươi mà nói, hoặc giả là một đạo cơ duyên. Ông già vào lúc này đứng lên, nhìn chằm chằm Ngụy Dĩnh mở miệng nói. Thần quốc linh tháp, Ngụy Dĩnh vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng là vậy không do dự trực tiếp mở miệng nói, mở. Mời lựa chọn phổ thông, người gan dạ, địa ngục, ba loại kiểu mẫu một trong, một khi lựa chọn không thể sửa đổi. Ông già không có bất kỳ biểu tình gì, thanh âm lạnh lùng mở miệng. Ngụy Dĩnh cau mày, ba loại lựa chọn, nếu như đơn giản nhất, sợ rằng lấy được đồ không bằng phía sau hai cái tốt. Lựa chọn, địa ngục kiểu mẫu. Nếu đi tới nơi này... Ngụy Dĩnh dĩ nhiên lựa chọn đồ tốt nhất, bỏ mặc địa ngục kiểu mẫu bên trong có cái gì, nàng đều lựa chọn tiến vào. Nhà đầu ngược lại có chút dũng khí, so thần quốc những tiểu tử kia mạnh hơn nhiều, địa ngục kiểu mẫu mở, nhà đầu, nhắm mắt lại. Ngụy Dĩnh nhắm mắt lại, đột nhiên cảm nhận được một hồi choáng váng đầu hoa mắt, làm nàng một lần nữa mở ra thời điểm, phát hiện đã tới một nơi trong cung điện mặt. Cô bé, người hiện tại bất quá là thái hư tầng 8 trời. Vậy địa ngục kiểu mẫu chính là đánh chết cái này thái hư cảnh đỉnh cấp ách lôi huyền điều. Trên người hắn nhưng có thái hư cảnh sợ nhất một chút ách lôi ý. Lạnh nhạt tiếng nói vừa dứt, ở Ngụy Dĩnh phía trước,
phát hiện một cái bình phong che chở. Ở bình phong che chở bên trong có một cái ngàn thước cao ách lôi huyền điểu, cả người tản ra tia chớp. Kinh khủng hơi thở, để cho Ngụy Dĩnh đều có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Ngụy Dĩnh thấy một màn này, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ sở. Nàng bây giờ có thể hay không có một lần lựa chọn lần nữa cơ hội. Thần quốc trong linh tháp, địa ngục khảo nghiệm chính là thái hư cảnh đỉnh cấp yêu thú. Nàng tự tin có thể đối phó thái hư tầng 8 thiên võ giả, đối mặt thái hư cảnh đỉnh cấp, đừng nói đánh chết. Sợ rằng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, hơn nữa đối phó vẫn là ách lôi huyền điểu. Loại chim này ở tốc độ và thân xác phương diện không kém chút nào. Ngụy Dĩnh thật sâu thở ra một hơi, cầm ra kiếm lạnh lẽo, sát ý phóng thích, một khi lựa chọn lại không thể đủ sửa đổi. Hoặc là chết ở chỗ này, nếu không liền xông qua thần quốc linh tháp. Nàng chuẩn bị làm lần đầu tiên thử nghiệm, dò xét một chút ách lôi huyền điểu sâu cạn, từng bước một hướng bình phong che chở bên trong đi tới. Vừa tiến vào bình phong che chở bên trong, vốn là yên lặng ách lôi huyền điểu, hoàn toàn đổi được cuồng bạo. Nó toàn thân tản ra tia chớp, hướng Ngụy Dĩnh phương hướng, hung hãn xông lại. Sấm sét điên cuồng lóe lên, Ngụy Dĩnh giơ lên kiếm lạnh lẽo, rắc rắc một tiếng. Nàng không có nghiền ép. Ngược lại mình một búng máu phun ra ngoài, cả người bóng người điên cuồng thối lui ra bình phong che chở. Ước chừng ách lôi huyền điểu thông thường nhất kích, nàng cũng đã bị một ít không nhẹ thương thế. Thái hư sau đó, một cái nhỏ cảnh chênh lệch thực sự quá lớn. Ở nàng thối lui ra bình phong che chở thời điểm, cung điện bên trong rơi xuống một cổ ánh sáng màu vàng, chữa trị Ngụy Dĩnh thương thế, không tới chốc lát thời gian, nàng đã hết bệnh. Sát huyết linh thể lực lượng bộc phát ra, khí lạnh bức người, Ngụy Dĩnh chuẩn bị lần nữa thử một lần. Vô số lực lượng ra chỉ chung một chỗ, tiến vào bình phong che chở bên trong, không nghi ngờ chút nào, sấm sét một lần nữa xông lại. Ngụy Dĩnh kiếm lạnh lẽo nâng lên, sấm sét không có vào đến nàng trong thân thể, miễn cưỡng có thể chịu đựng ở. Tiếp tục đi tới trước, sấm sét phạm vi càng ngày càng lớn, công kích cũng thay đổi được hơn nữa mạnh mẽ. Sấm sét rậm rạp chẳng chịt xuyên thấu Ngụy Dĩnh thân thể, ách lôi huyền điểu đứng tại chỗ, căn bản không có ra tay. Nó đã bị vây ở chỗ này không biết nhiều ít thời gian, thật vất vả một con kiến hôi đi vào. Mặc dù một con kiến hôi vô cùng nhàm chán, bất quá tổng so không có tốt. Ngụy Dĩnh thận trọng đi tới trước, ở cách ách lôi huyền điểu chỉ còn lại 3 mét khoảng cách lúc đó, kiếm lạnh lẽo trong nháy mắt bây giờ nâng lên, hàn thể lực hơi thở điên cuồng không có vào đến kiếm lạnh lẽo trong đó. Oanh! Một kiếm mà rơi, chém ở ách lôi huyền điểu trên thân thể mặt, nhưng tựa như chỉ là ở cho nó củ lét ngứa vậy. Ách lôi huyền điểu dương ra cánh, mỗi một lần cua múa đều mang vô tận sấm sét. Những thứ này sấm sét tràn vào đến Ngụy Dĩnh thân thể bên trong, nàng thân xác cũng xuất hiện một cổ mùi khét. Phốc suy, một búng máu từ Ngụy Dĩnh trong miệng phun ra ngoài, kiếm lạnh lẽo khẽ nâng lên, đâm vào ách lôi huyền điểu thân thể bên trong. Một kiếm đâm xuống, ách lôi huyền điểu không có cảm nhận được quá lớn đau đớn, ngược lại đưa ra móng nhọn, rơi vào Ngụy Dĩnh ngực trong đó. Đâm, máu loãng từ trong thân thể tràn ra. Ngụy Dĩnh điên cuồng lui về phía sau. Đây là Ngụy Dĩnh lần đầu tiên cảm giác được chật vật. Cơ duyên của nàng để cho nàng hưởng thụ nghiền ép cảm giác. Bất quá, Ngụy Dĩnh biết, cái này khảo nghiệm đối với nàng có chỗ tốt. Nếu là không có đối mặt cường địch dũng khí, như thế nào bước vào cảnh giới cao hơn? Ách lôi huyền điểu cũng không có công kích, ngược lại nhiều hứng thú nhìn Ngụy Dĩnh. Gặp phải một con kiến hôi. Làm sao cũng phải để cho nó chơi đến không có hứng thú, mới sẽ đánh chết. Ngụy Dĩnh thối lui ra bình phong che chở, ánh sáng nhu hòa một lần nữa tràn vào đến trong thân thể. Cùng hoàn toàn khôi phục thương thế sau này, Ngụy Dĩnh cũng không có tùy tiện ra tay. Nàng hiện tại liền ách lôi huyền điểu thân xác cũng đánh không phá được, chớ nói chi là đánh chết, muốn phải đối phó ách lôi huyền điểu mà nói, chỉ có thể thảo luận kỹ hơn. Chí ít nàng hiện tại rõ ràng. Ách lôi huyền điểu cũng không có muốn đánh chết nàng. Cũng để cho nàng có một chút đánh chết ách lôi huyền điểu cơ hội. Đối mặt ách lôi huyền điểu đơn độc dựa vào kiếm lạnh lẽo lực lượng khẳng định không được, yêu thú địa phương yếu ớt nhất cũng chính là ánh mắt. Một khi hai con mắt bể tan tành, liền trở thành một cái người mù,
bất quá đến lúc đó thì sẽ hoàn toàn chọc giận Ách Lôi Huyền Điểu. Ách Lôi Huyền Điểu thú tính đại phát, nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào công kích Ngụy Dĩnh. Trước mắt mới ngưng, Ngụy Dĩnh cũng không nghĩ tới quá tốt biện pháp, quyết định mạo hiểm thử một lần. Ở nơi này thời gian, nàng muốn cho Ách Lôi Huyền Điểu hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Ngụy Dĩnh một lần hai lần tiến vào bình phong che chở bên trong, mỗi một lần cũng chỉ công kích nó thân xác. Từ từ Ách Lôi Huyền Điểu đã buông lỏng cảnh giác, nàng ở bên ngoài khôi phục tốt thương thế sau này, dự định một lần nữa tiến vào bình phong che chở bên trong. Lần này nàng muốn hoàn toàn đánh nát Ách Lôi Huyền Điểu hai con mắt. Làm Ách Lôi Huyền Điểu thấy Ngụy Dĩnh sau này, nhưng là một hơi một tí, nó cũng sớm đã thói quen. Lần này nhất định sẽ công kích thân xác, đến lúc đó nó một móng vuốt cầm Ngụy Dĩnh ném ra. Tới tới lui lui đã không dưới 10 lần, Ngụy Dĩnh không ngừng đến gần, đi tới Ách Lôi Huyền Điểu bên người. Trong tay kiếm lạnh lẽo nâng lên, cả người đột nhiên bây giờ bay về phía hư không. Ở đi tới hư không trong nháy mắt, kiếm lạnh lẽo và nhũ băng ngưng tụ mà thành, hai người đồng thời ra tay, nhắm ngay Ách Lôi Huyền Điểu ánh mắt. Ách Lôi Huyền Điểu cũng sớm đã cảnh giác, chỉ bất quá là lúc đã chậm. Kiếm lạnh lẽo và huyền hàn nhũ băng đâm vào ánh mắt của nó bên trong, máu loãng nhất thời chảy xuống. Minh! Ách Lôi Huyền Điểu lớn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời hơi thở, đập vào mặt. Nó một đôi mắt đã xem không thấy, chỉ có thể không ngừng công kích. Khỏe mạnh do như rắn nước giống vậy sấm sét, điên cuồng tràn ra. Ngụy Dĩnh ứng phó không kịp, bị lôi điện công kích, một búng máu phun vải ra. Nàng cả người sắc mặt lau một cái trắng bệch, không có bất kỳ màu máu, đối mặt loại chuyện này. Ngụy Dĩnh chỉ có thể tránh mũi nhọn, trước sau lui. Hiện tại Ách Lôi Huyền Điểu một đôi mắt đã mất đi quang minh, trở thành một cái người mù. Đối với uy hiếp của nàng đã không lớn, từ bình phong che chở bên trong lui ra ngoài, khôi phục thương thế sau này. Ách Lôi Huyền Điểu ở bình phong che chở bên trong tùy ý bay lượn, muốn lao ra đánh chết Ngụy Dĩnh. Đáng tiếc bởi vì bình phong che chở uy lực, nó căn bản không có thể thoát khốn. Ngụy Dĩnh một lần nữa tiến vào bên trong, quỷ mị giống vậy bóng người, đi tới Ách Lôi Huyền Điểu phía trên. Kiếm lạnh lẽo nhắm ngay đầu nó lô, trong nháy mắt bây giờ đâm xuống. Phịch! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Ách Lôi Huyền Điểu đầu lâu xuất hiện từng tia vết rách, nhưng là còn không có tan vỡ. Ngụy Dĩnh trên cánh tay mặt dùng mình và sát ý bạo khởi, không ngừng gia tăng lực lượng, lần lượt công kích. Ùn ùn kéo đến sấm sét công kích ở nàng trên thân thể mặt, truyền tới một hồi đau đớn, chỉ bất quá nàng không có buông tha. Thật vất vả có đánh chết Ách Lôi Huyền Điểu cơ hội, để cho Ngụy Dĩnh thấy một chút hy vọng, như vậy cơ hội làm sao có thể thả qua. Phịch, phịch, phịch. Một kiếm tiếp liền rơi xuống, 10 phút trôi qua, Ngụy Dĩnh trên mình đã vết thương chồng chất. Nàng lại cười. Loại cảm giác này, để cho nàng cảm ngộ càng nhiều. Ách Lôi Huyền Điểu đầu lâu chảy máu, đã dần dần bắt đầu tan vỡ. Chết. Ngụy Dĩnh thanh âm thanh thúy dày một tiếng, một kiếm điên cuồng đâm xuống. Sắc sắc. Ách Lôi Huyền Điểu đầu lâu bắt đầu xuất hiện vết rách, không ngừng bắt đầu lan truyền. Ở khuếch tán thời điểm, nhất thời bây giờ 4-5 chia ra. Ở nứt ra trong nháy mắt, Ách Lôi Huyền Điểu phát ra một tiếng bi thống kêu thảm thiết. Toàn bộ yêu thú hơi thở, càng ngày càng yếu ớt. Hô hô! Ách Lôi Huyền Điểu đập cánh, dần dần rơi trên mặt đất, nó hiện tại đã hả giận nhiều, vào khí thiếu. Hai tiếng trôi qua, Ách Lôi Huyền Điểu hơi thở đã hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí. Ngụy Dĩnh nằm ở Ách Lôi Huyền Điểu trên thi thể mặt, thời khắc này nàng đã mất đi bất kỳ lực lượng. Cô bé, ngươi ngược lại để cho ta cảm giác được bất ngờ, coi là ngươi chọn lựa chiến thành công. Cái này Ách Lôi Huyền Điểu trong cơ thể Ách Lôi sẽ đưa cho ngươi, có vật này, chờ ngươi bước vào Trảm Ách cảnh, sẽ dễ như trở bàn tay. Thậm chí vậy vô số thái hư đỉnh cấp sợ hãi Ách Lôi, sẽ trở thành vì ngươi cơ duyên. Ở trong hư không, xuất hiện một đạo cuồng bạo thêm yên lặng sấm sét, rơi vào Ngụy Dĩnh trong tay. Hoàn toàn phong ấn. Phong ấn bên trên, lưu động Ách Lôi hơi thở. Ngụy Dĩnh hơi ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng cố nhiên nắm giữ nghịch thiên tài nguyên, nhưng là nàng rõ ràng, muốn bước vào Trảm Ách cảnh, tài nguyên căn bản không được. Nếu như cộng thêm hôm nay cơ duyên, nàng bước vào Trảm Ách dễ như trở bàn tay.
đến lúc đó mới có đi thần quốc báo thù tư cách. Ngụy Dĩnh nhìn ông già, mở miệng nói, ngươi tựa hồ giúp ta. Chẳng lẽ ngươi không phải thần quốc thiên đạo cung người? Ông già cười, cô bé, thật ra thì ta đã sớm biết trên mình ngươi truyền thừa đến từ bị tiêu diệt tuyệt hàn đế cung. Ta gặp qua trước một đời cung chủ. Ta thẹn với nàng. Thần quốc thiên đạo cung đã không cách nào khống chế, đây không phải là ta mong muốn cục diện, cho nên ta hy vọng ngươi ngăn cản nó. Như lại không có người ngăn cản, sợ rằng vậy trước người thiết lập huy hoàng đều phải hoàn toàn hủy diệt. Cô bé, ta từ trên mình ngươi cảm thấy lục đạo đứng đầu nhân quả. Nhớ, người này tuyệt không thể chết được. Hắn như chết, hết thảy bố trí cũng sẽ sụp đổ, tà ác sẽ chiếm đoạt cả thế giới. Ngụy Dĩnh mắt đẹp đông lại một cái. Lục đạo đứng đầu. Nắm trong tay thiên đạo tồn tại liền khó giải quyết như vậy, huống chi là nắm trong tay lục đạo. Nàng tựa hồ từ chưa có tiếp xúc qua cái này loại tồn tại à. Đột nhiên, Ngụy Dĩnh nghĩ tới một người thanh niên. Chẳng lẽ là hắn? Nhưng vào lúc này, ông lão bóng người tiêu tán. Cuối cùng hiển lộ gương mặt mang một chút tiếc nuối, càng mang một chút kỳ vọng. Ngụy Dĩnh rời đi thần quốc linh tháp, ôm mang từ trên trời hạ xuống. To lớn màu đen vây cánh tựa như che đậy cả thế giới. Ngụy Dĩnh một bước bước lên ô mang, sát ý lần nữa ngưng tụ, ô mang, một thành đã nhuốm máu, nên đi hạ một tòa. Ô mang ngay tức thì phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, ngự không đi. Bụi mù cuồn cuộn phun trào, cái này nhất định là một cái khó quên giả. Ngày thứ hai, một tòa cao lớn xa hoa trước đại điện, mấy tên mặc áo dài trắng thiên thần buổi đấu giá nhân viên làm việc. Đang canh giữ ở cổng vào chỗ, nơi này chính là ngày hôm nay cử hành bán đấu giá hội trường chỗ. Mà lúc này, đã lục tục có không ít người hướng nhà đấu giá đi tới. Trong đó một người mặc hắc bào kiều tiểu nữ, ngáp một cái, thần sắc tựa hồ lộ vẻ được có chút nhàm chán, ở nàng bên người còn đứng hai người thần sắc lạnh lùng chàng thanh niên. Phụ nữ kiều oán hận nói, chúng ta đến sớm, còn có một lúc lâu buổi đấu giá mới bắt đầu đây. Bên người một người mặc bạch bào, ánh mắt rất kiêu ngạo nam tử cười nói, tới sớm, tổng so tới trễ thân nhau. Lúc này, vậy kiều tiểu nữ đột nhiên trước mắt sáng lên, hướng về phía bên cạnh hai người nói, các người xem, người nọ có phải hay không trước ở tiệc rượu trên cái đó. Diệp thần. Bên cạnh cô gái một người khác áo bào đen nam tử, cười lạnh nói, chính là hắn, thế nào? Hiển nhiên, áo bào đen nam tử đối với Diệp thần có chút khinh thường. Có thể vậy kiều tiểu nữ, tựa hồ cũng không để bụng người đàn ông áo bào đen cái nhìn, lại là trực tiếp hướng Diệp Thần đi tới. Lúc này, Diệp Thần đang cùng Trần Chi Phàm đi buổi đấu giá hội trường đi tới, đột nhiên ở trước người bọn họ, xuất hiện một người kiều tiểu nữ, mặt mỉm cười, tựa hồ khá là hoạt bát, đối với hai người phất phất tay nói, các ngươi được a. Diệp Thần và Trần Chi Phàm, hai mắt nhìn nhau một cái đều có chút không giải thích được. Con cái tử sau lưng áo bào đen nam tử, chính là trong mắt hàn mang chớp mắt. Nhìn chằm chằm Diệp Thần, địch ý đặc biệt rõ ràng. Bạch bào nam tử cười lắc đầu một cái, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, áo bào đen nam tử đối với vậy kiều tiểu nữ có ý tứ, đáng tiếc là vậy kiều tiểu nữ tự mình đối với phương diện này quá trễ đột, vẫn không có ý thức được. Lần này, cái này Diệp Thần và Trần Chi Phàm sợ rằng phải xui xẻo. Mặc dù Diệp Thần ở trong tiệc rượu hành hung từ thắng, biểu hiện ra nghịch thiên chiến lực, nhưng nói thật lấy Diệp Thần bày ra thực lực mà nói, ba người mặc dù cũng không có coi thường ý kiến, nhưng giống vậy sẽ không quá kiêng kỵ. Dẫu sao, bọn họ cũng không phải người bình thường. Hơn nữa, buổi đấu giá so chủ yếu vẫn là tiền, mà không phải là thực lực, không phải sao. Lúc này, tên kia cười duyên cô gái đối với Diệp Thần cười nói, ta kêu Lý Nghiên Hy. Nàng chỉ sau lưng một cái hai người, hắn hai người chúng ta, trắng quần áo cái đó là Kha Tịnh, hắc quần áo gọi là Hướng Dương. Diệp Thần hướng hai người kia nhìn, Kha Tịnh ngược lại vẫn tốt, đối với hắn lễ phép gật đầu một cái. Mà Hướng Dương, chính là mặt đầy vẻ khinh thường, xem đều không xem Diệp Thần một mắt. Đứng ở Diệp Thần bên cạnh Trần Chi Phàm, ở Lý Nghiên Hy tự giới thiệu mình sau này, nhưng là sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn Lý Nghiên Hy, có chút không dám tin tưởng hỏi, các ngươi là linh võ thượng cổ Đông Lâm Lý gia Lý Nghiên Hy, vô sinh kiếm Kha Tịnh, và Nam Cảng Hướng gia quỷ kiếm Hướng Dương. Lý Nghiên Hy gật đầu một cái,
cười nói, không sai, chính là chúng ta. Cũng không quái Trần Chi Phàm biến sắc, cái này mấy người lai lịch đều là không phải chuyện đùa, đặc biệt là cái này kiều tiểu nữ Lý Nghiên Hy. Đông Lâm Lý gia, không chỉ là linh võ một trong gia tộc mạnh nhất, hơn nữa, còn bị gọi là linh võ 10 gia tộc lớn đứng đầu. Cái gọi là 10 gia tộc lớn, chính là linh võ đại lục, đông tây nam bắc mấy vực bên trong cường đại nhất mấy cái thế lực gia tộc. Những gia tộc này truyền thừa lâu đời, thậm chí so phạm vi thế lực bên trong rất nhiều tông môn truyền thừa đều phải rất xưa. Trong này Đông Lâm Lý gia, là trong 10 đại gia tộc, lịch sử lâu nhất xa, nội tình vậy kinh khủng nhất gia tộc. Hơn nữa, cái này Lý Nghiên Hy, còn không chỉ là Đông Lâm Lý gia đương đại gia chủ đích nữ, lại là bước lên huyền bảng hạng thứ 7 thiên tài. Vô Sinh Kiếm Kha Tịnh, mặc dù không xem Lý Nghiên Hy vậy, có kinh khủng như vậy gia tộc bối cảnh, nhưng là, người thua thần bí truyền thừa, được gọi là Vô Sinh Kiếm. Người này ôn hòa lễ độ, tướng mạo mặc dù phổ thông, nhưng lại có khiêm khiêm công tử khí chất, vậy không cùng người động thủ, càng sẽ không rút kiếm, nhưng là, chỉ cần hắn một khi rút kiếm, thì nhất định phải có một người chết đi. Hoặc là đối phương, hoặc là mình. Cho nên, bị người ta gọi là Vô Sinh Kiếm, Kha Tịnh là bước lên huyền bảng hạng thứ 10 thiên tài. Đừng xem nhẹ thứ hạng này thứ 10, Kha Tịnh nhưng mà không có gia tộc bối cảnh à. Thậm chí hắn liền tông cũng không có cửa gia nhập, bàn về thế chấp, hẳn cùng Lý Nghiên Hy so sánh cũng kém không nhiều. Tên kia áo bào đen nam tử hướng dương, và ở trong tiệc rượu chiếm tống nhu tiện nghi hướng biển là huynh đệ ruột, giống vậy đến từ Nam Cảng hướng ra, nhưng, mặc dù là huynh đệ ruột, hai người bất luận từ tướng mạo, tư chất, thực lực lên cũng có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hướng dương màu da hơi đen, thân hình cao lớn cao ngất, cằm hơi nhọn, mặt mũi anh tuấn bên trong, mang một cổ tà tính, hướng ra nổi danh nhất truyền thừa, chính là một môn gia truyền kiếm pháp, tu luyện tới vô cùng cảnh giới cao lúc đó, nghe nói một kiếm ra liền như vạn quỷ hiện thế. Cho nên hướng dương được gọi là quỷ kiếm. Lần này, hắn không phải lấy hướng gia công tử thân phận tới, mà là và Diệp Thần như nhau lấy bước lên huyền bảng thiên tài thân phận tới, bước lên huyền bảng hạng thứ 12. Bất quá, Diệp Thần cũng không biết những thứ này, cũng không quan tâm những thứ này, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Lý Nghiên Hy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, sau lưng hướng dương liền lạnh lùng mở miệng nói, Nghiên Hy và loại người này, có cái gì tốt nói nhiều? Lý Nghiên Hy có chút không vui quay đầu nhìn hướng dương một mắt, hướng dương mặc dù là bạn mình, nhưng vậy chưa đến nỗi quản như thế chiều rộng chứ. Mình cùng ai chào hỏi, cùng ai nói chuyện, vậy phải đi qua đồng ý của hắn, cho phép sao? Kha Tịnh lắc đầu một cái, biết lại muốn bắt đầu. Thật ra thì, hướng dương lần này sở dĩ tới tham gia lần này thiên thần buổi đấu giá, nguyên nhân chủ yếu chính là vì Lý Nghiên Hy, nếu không, chỉ cần để cho đệ đệ hướng biển thay thế hướng ra tham dự cũng được. Hắn sở dĩ đi theo tới, thứ nhất là lo lắng lần này thiên thần buổi đấu giá, thiên tài cùng nhân vật nổi tiếng quá nhiều, khó bảo toàn sẽ không có người đánh Lý Nghiên Hy chú ý, hắn có chút không yên tâm. Thứ hai, hắn là muốn ở trên buổi đấu giá, là Lý Nghiên Hy vỗ xuống mấy kiện lễ vật đưa cho nàng. Mặc dù hắn cùng Lý Nghiên Hy coi là từ nhỏ nhận biết, hơn nữa vậy vẫn đối với Lý Nghiên Hy lấy lòng, nhưng mà Lý Nghiên Hy nhưng thủy chung không có ý thức được mình đối với nàng cảm tình. Cho nên lần này, hắn dự định hướng Lý Nghiên Hy bày tỏ. Vốn là, mấy ngày trước mấy người sống chung được đều rất tốt, Kha Tịnh cũng là của bọn họ bằng hữu, hắn biết Kha Tịnh đối với Lý Nghiên Hy không có gì đặc biệt ý kiến, mà Lý Nghiên Hy tựa hồ đối với những cái kia tới biết nàng nhân vật nổi tiếng, những thiên tài vậy không có hứng thú gì dáng vẻ. Hướng dương trong lòng vốn đang âm thầm đắc ý đâu. Ai nghĩ tới đã qua trời ở xem đến Diệp Thần sau đó, Lý Nghiên Hy lại đột nhiên đối hắn biểu hiện ra một chút hứng thú dáng vẻ. Cái này làm cho hướng dương làm sao chịu được. Hắn đối với người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ của mình thích, nhưng mà gần đây đặc biệt nhỏ mọn à. À, Diệp Thần cân nhắc nhìn hướng dương một mắt, vị này hướng công tử, người nói ta loại người này là chỉ kia loại. Hướng dương sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Diệp Thần còn dám chống đối hắn. Lúc này, hắn mặt lộ vẻ cười nhạt, đi tới Diệp Thần trước mặt nói. Thằng nhóc,
ngày hôm qua ngươi ở trong tiệc rượu nói để cho chúng ta ngày hôm nay thứ gì cũng chụp không tới. Ha ha, quả thật rất cuồng, liền ta đều có chút bái phục phục ngươi rồi. Nhưng là, nói tới nói lui và có thể làm được hay không, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau ngươi biết không? Ngươi lấy là đánh bại một cái Tử Thắng liền vô địch thiên hạ. Tử Thắng ở trong mắt chúng ta bất quá là một phế vật thôi, ngươi sở dĩ dám nói như vậy là còn không biết chúng ta là ai chứ? Ở chúng ta trước mặt khoe giàu, thật là buồn cười, còn từ không người nào dám ở chúng ta 10 gia tộc lớn trước mặt khoe giàu. Dứt lời, hắn còn đối với trước Lý Nhiên Hy ném một cái nghiền ngẫm ánh mắt, rất ý tứ rõ ràng, hắn ở nói cho Lý Nhiên Hy không nên bị tiểu tử này biểu hiện mê hoặc, hắn chẳng qua là ở gắn mà thôi. Nhưng là, Lý Nhiên Hy nhưng không có phản ứng gì, nguyên nhân rất đơn giản, nàng không nhận là Diệp Thần là ở gắn. Không việc gì căn cứ, chính là nàng trực giác. Nếu không phải là nói, là bởi vì là, nàng cảm giác Diệp Thần và mình rất giống. Đều có một loại phát ra từ trong xương ngạo. Hướng Dương thấy Lý Nhiên Hy thần sắc, sắc mặt hơn nữa âm trầm một phần. Mà Diệp Thần thờ ơ nhún nhún vai nói, nếu như vậy muốn có thể để cho ngươi vui vẻ nói, vậy tùy đi, vẫn là câu nói kia, nếu như các ngươi có thể ở trên buổi đấu giá vỗ xuống bảo vật gì mà nói, ta nhận thua. Mặc dù, Diệp Thần không có giễu cợt cái gì, nhưng là cái này loại coi thường, đối với hắn lời nói hoàn toàn thái độ thờ ơ, ngược lại hơn nữa chọc giận Hướng Dương, càng mấu chốt chính là Lý Nhiên Hy tựa hồ mơ hồ còn có chút nghiêng về Diệp Thần. Hắn hét lớn một tiếng nói, ngươi rốt cuộc ra vẻ cái gì gắn. Ngươi tư liệu ta đã sớm hiểu qua, bất quá là từ Huyền Nguyệt Tông tiến vào Thần Hỏa Học Viện mà thôi, cũng dám ở chúng ta trước mặt khoe giàu. Ta đoán một chút, các ngươi viện trưởng cho các ngươi nhiều ít tiền vốn. 2 triệu thần vân thạch, tối đa không vượt qua 3 triệu chứ. Các ngươi Thần Hỏa Học Viện tổng cộng nhỏ như vậy tiền vốn chứ. Ngươi thật cho là có cái gì vốn đấu với chúng ta sao? Ngươi biết chúng ta Linh Võ Nam Cảng hướng ra tài sản có kinh khủng dường nào sao? À, Diệp Thần mặt lộ vẻ nghiền ngẫm vẻ nói, là có kinh khủng dường nào? Ta đây có chút hiếu kỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 116.